Có lý nào con gái sống ở vùng sông nước mà không biết lội? Má, thằng Du nhà mình nó cũng lội yếu xìu hả? Tại vì hồi nhỏ nó bị xiển nên không có cho nó xuống nước. Chứ còn mấy đứa khác á, trời ơi, đứa nào mà không lội như rái. Nhưng mà bây giờ quan trọng là con nhỏ có bị làm sao không nè. Sao rồi? Tôi không biết. Mấy người á muốn làm sao thì làm. Con gái tôi đang khỏe mạnh như vậy nè, tự nhiên bây giờ nằm một chỗ, không biết sau này có di chứng gì không nữa. Dạ thưa cô, em chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm nữa là khỏe rồi. Quan trọng á là con nhỏ tỉnh chưa? Dạ cô tỉnh rồi nội. Nếu như mà cháu Phượng đã tỉnh lại thì xin anh chị hãy bỏ qua mà cho chúng tôi đưa cháu Du về nhà dạy dỗ. Thôi vậy đi, chị cứ đưa cháu về. Có gì á tôi sẽ liên lạc với gia đình chị sau. Dạ. Ông cho người ta về rồi con mình có chuyện gì thì sao? Chuyện gì là chuyện gì? Cháu tôi nó có lỗi, nhưng mà con của cô chú cũng lớn rồi. Trời, ai biểu nó nghe lời nó làm chi? Chẳng lẽ cháu tôi kêu con của cô chú nhảy xuống sông tự vẫn rồi nó cũng nghe lời nhảy xuống sông tự vẫn hay sao? Ba, 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 cái gì? Muốn đi kiện cái gì? Kiện thì kiện đi. Kiện ở tòa nào? Báo cho tôi biết để tôi đi hầu. Nội, nội, nội. Má, bà nội bình tĩnh, mong cô chú thông cảm. Dạ gia đình con cũng đã hứa, nếu như có chuyện gì á thì gia đình con sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như mà em Phượng có chuyện gì á thì đích thân con sẽ đưa em Phượng vô bệnh viện. Còn bây giờ con xin phép cô chú cho gia đình con đưa thằng Du về nhà. Dạ. Đi về. Chào anh chị. Kỳ này tao phải đập cho mày một trận mới được. Thôi thôi mà. Hai. Con có làm gì đâu à? Cổ tôi lọt xuống sông chứ bộ. Mày, mày không rủ rê làm sao có chuyện này xảy ra? Mày. Trời ơi, thôi mà, mày làm gì dữ vậy? Má, má phải để cho con dạy nó chứ. Cái thằng này bây giờ nó hư hỏng lắm rồi. Ba, mọi chuyện cũng giải quyết xong hết rồi. Thôi từ từ dạy nó sao cũng được mà ba. Từ từ vậy mà từ từ. Nó quậy muốn banh chành cái xóm này hết trơn rồi. Bây giờ mà không dạy nó hả? Là để nó đem họa tới cái gia đình này hay sao? Trời chứ? Trời ơi, mà. Ba. Thằng Minh nó đúng rồi đó mình. Dù sao bên nhà mình cũng qua nhận lỗi với nhà người ta rồi. Mình tha cho nó lần này đi. Bà im đi. Cái chuyện dạy con trong nhà này phải để cho tôi. Cũng tại bà với lại với ai? Với ai? Hả? Rồi. Ý mày nói tao chứ gì? Lỗi có phải của con nhỏ đâu. Của con nhỏ kia một phần kìa. Trời ơi, con gái đàn bà gì mà mất nết hà. Con trai rủ cái đi, rủ cái đi hà. Dạ đúng rồi nội. Cổ dụ con á. Phương dụ con á. Đúng không bọn? Dạ đúng rồi ông ơi. Cổ mày đứng. Tao chưa hỏi tới tội của mày nghe chưa? Còn mày á, mày mày nó chưa chết. Nó mà chết là mày tù rụt xương con à. Con nói rồi, con không có lỗi gì hết á. Nhỏ tự lọt xuống sông chứ bộ. Mày còn dám nói vậy nữa hả? Cái đồ phá gia chi tử à. Còn ba kìa, ba có lo gì được cho con đâu. Toàn là nội đứng ra lo không à. Mày còn dám nói chuyện với tao vậy hả? Con với cái thưa nội, thưa ba con mới về. Bạn con có về chung với con không? Dạ, bạn con đi thẳng qua bên Cần Thơ rồi. Nó kêu nó đi qua nó coi bến Ninh Kiều. Vậy cũng được. Nội, có chuyện gì vậy nội? Chuyện gì nội kể cho con nghe đi. Tan nát hết rồi. Con xin lỗi nội. Tại vì con không cố tình làm cho nội phải khó xử. Nhưng mà con không có muốn gặp cái thằng mỏ nhọn đó. Lần này chắc là nội thắt cổ tự tử chết quá à. Chứ còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người ta nữa. Nội. Nội. Thằng này nó bỏ
bỏ chạy đi, cứ đi luôn nó không về hà. Sốt ruột quá trời đi. Cái thằng Bòn nữa, đi cũng mất tâm mất tích luôn. Ủa má, má tính đi đâu vậy? Tao đi tìm nó. Nó mà có bị gì á, mày không yên với tao đâu. Ông ơi, bà ơi, cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Hả, gì vậy? Chuyện gì vậy? Chết rồi, chết rồi. Bình tĩnh nói coi. Có chuyện gì vậy? Dạ dạ, cậu Minh nó chết rồi. Hả? Cái gì? Anh ra đây mà chết cái dạ, gì? Dạ phải. Dạ dạ, cô Du chết rồi. Là sao? Cái gì? Trời ơi, bình tĩnh. Chuyện gì thì nói đàng hoàng nghe coi. Dạ, không có chết. Nhưng mà sắp chết rồi. Bị ma nhát ngoài giường bưởi á, xỉu luôn rồi. Thôi thôi, đừng nói nhiều nữa. Đi đi đi. Dạ dạ, đi đi đi. Đi đi đi. Đi. Mình bình tĩnh đi. Trời ơi, chắc Du nó bị ngất thôi mà. Cô Hai ơi, bà nội ơi, ở đây nè. Đây đây nè. Cô ba ơi, cô ba có sao không cô ba? Trời ơi, Du ơi, con sao vậy nè Du ơi? Du, em con có sao không con? Cậu ba có sao không cậu Hai? Dạ không, thằng Du nó không sao, nó chỉ bị ngất xỉu thôi nội. Mày chạy về nhà kêu đứa nào đem cán khiêng nó về coi. Dạ dạ dạ, dạ. Nội, để con với thằng Bồn đưa nó vô nhà được rồi. Dạ. Cô anh một tay. Sao em nó lâu tỉnh quá vậy con? Dạ không sao đâu nội, nó chỉ bị ngất xỉu thôi. Nội cứ để nó ngủ tới sáng mai là nó tỉnh lại à. Bon. Dạ. Đầu đuôi ra làm sao? Dạ. Tại sao cậu ba mày ra nông nổi vậy hả? Dạ, nhắc tới chuyện này hai tay con còn run luôn nè. Chuyện dạ. Gì? Chuyện làng dày. Lúc ông la cậu ba, xong cậu ba sợ quá, cậu ba chạy ra khỏi nhà. Rồi cái bà nội kêu con chạy theo. Tụi con chạy theo cậu ba. Rồi cậu ba chạy càng xa con càng chạy theo. Rồi cái trời tối dần, cậu ba chạy thẳng vô vườn bưởi. Cái con chạy theo vô vườn bưởi. Rồi cái mệt quá cậu ơi, đi về nhà đi. Cậu trốn được một ngày ở đây đâu có trốn được cả đời đâu. Ê, mày khùng hả? Tao về nhà ba tao đánh tao chết luôn á. Sao mà đánh cậu được? Ông mà vừa cầm cây á là mà nằm bả cản rồi. Biết đâu á bữa nay bà nội tao quên cản rồi sao? Sao mà quên cản được? Trời, sao thấy ớn lạnh quá. Cậu ơi, cậu ba hả? Cậu gì có vậy? Cảm thấy cái gì không? Ừ hả mày? Tại sao tự nhiên cái ớn lạnh nè? Nổi da gà luôn nè. Trời, ớn lạnh nổi da gà là có người âm đó. Tao bậy tao bạ không à? Mày với nhà bọn lúc này thấy mày mê tín lắm nha bọn. Nghe chưa? Không có mà có gì hết á. Mê tín, mê tín. Nhìn kìa. Gì vậy? Dạ mọi chuyện là vậy á. Má, sao hả má? Có phải cô ấy gì rồi mạng không? Đòi gì mà đòi? Có ai làm gì nó đâu mà đòi. Má uống nước đi. Con nghĩ là cổ bỏ xứ đi biệt tâm, chứ chắc đã chết đâu mà thành hồn ma được má. Vậy chứ cái bóng trắng trong vườn bưởi là của ai?
Trời ơi, thấy ghê quá. À, ma, ma, ma. Gì vậy bạn? Gì vậy? Ma. Mày điên. Mày nhỏ. Mọi người lên trên nhà hết trơn rồi. Cậu á, đóng kịch tiệc chiêu quá ha. Mà trong chuyện này á, tôi là người có công nhất nè. Tôi không bịa ra cái chuyện ma ly kỳ hấp dẫn vậy thì sao mà cậu thoát nạn được, né được một trận đòn tét đích của ông luôn. Ê, vậy ê mày, có khi nào lần này nội tao tiếp tục đi mời cái ông thầy trừ tài về nữa không? Vậy để cho cậu gạt nội lần nữa hả? Chê, lần này đừng có hồng à. Cái gì mày không tin hả? Không, để coi á, lần này hả tao sẽ lừa nổi thêm một lần nữa cho mày coi. Tính lừa nổi gì nữa? Hả? Lừa gì đó mà lừa, anh nghe tầm bậy tầm bạ không à? Hai đứa bay gan quá ha, dám lừa gạt cả nhà nữa ha. Chưa kể nữa, con bạn của mày cũng vậy. Con Phượng gì đó, có bệnh hoạn gì đâu, toàn là kiếm chuyện không à, giả bộ không à. Anh hai, anh nói đúng rồi đó anh hai. Ôi con nhỏ đó nó lừa đảo ghê luôn á. Trời, không nhờ anh hai phát hiện ra hả, là nó sẽ tiếp tục làm phiền gia đình mình rồi đó. Em hay quá ha, biết nói người ta nữa hả. Em sống sao mới gặp người như vậy chứ. Làm ơn đi, từ nay bỏ cái thói lừa gạt người nhà, lừa gạt người khác đi nghe chưa. Tập trung vô việc học hành cho anh. Kỳ này mà thi không đậu á, má và nội buồn không nói, ba không tha cho em đâu. Liệu hồn đó. Cười hả mày? Con nghe ở bên đó họ đánh tiếng muốn gả con Phượng cho thằng vui nhà mình đó má. Gì kỳ vậy? Từ xưa tới giờ à, trâu đi tìm cọc chứ có bao giờ cọc đi tìm trâu đâu. Con gái lứa gì bắt con trai người ta cưới là sao? Dạ thì họ nói là tại thằng vui nhà mình làm cho con gái người ta té xong, bây giờ họ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa hết. Nếu mình không chịu cưới, họ không có để yên chuyện này đâu má. Rồi con nhỏ đó bây giờ làm sao rồi? Con nghe nói hình như tối ngày nó nằm bẹp ở trong phòng, không có nói năng gì hết á, giống như là bị ma ám vậy đó. Ừ. Rồi thằng Hào nó biết chuyện này chưa? Dạ chưa. Thôi được rồi, để má nghĩ coi. Mà nè, con đừng nói cho thằng Hai nó biết nghe chưa. Dạ. Dạ thưa nội, thưa má con mới về. À, con ngồi xuống đó đi, nội dạ. Có chuyện muốn nói với con. Hồi sáng tới giờ con đi đâu vậy? Dạ con qua thăm vườn bưởi với lại tập võ với chú Năm. Có gì không nội? Nội có chuyện này muốn hỏi con nè. Bây giờ nhà con Phượng bên Lò Gốm đó, họ nói là tại thằng Du làm cho nó làm gì người con? Ta nói là nó bị ma ám đó con. À, có đúng vậy không con? Làm gì có nội, hôm bữa mình qua thăm á thì cô vẫn khỏe re mà, có gì đâu. Nhưng mà bây giờ người ta cứ khăng khăng như vậy thì sao? Nếu mà người ta nhất định nói như vậy á thì dễ lắm, chỉ cần đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý á là biết có bệnh hay không liền. À, nhưng mà ý nội không phải nói cái chuyện đó, ý ở bên đó đó muốn bên mình nè, thằng Du đi cưới con Phượng góp này nè, vậy mới chết đó chứ. Nếu mà vậy chắc gia đình của mình á qua bên đó nói phải trái cho người ta biết, với lại thằng Du á đã có hôn ước trước rồi thì làm sao mà lấy người khác được. À, con nói vậy cũng phải. Mình ngồi nghỉ một chút đi. Ngồi chờ một chút coi. Ngồi chờ một chút á, thằng Tám nó qua nó rước mình. À, chị có biết cái thằng con trai của ông Hai Hào chủ vườn bưởi nhà mình không? Có, thằng đó bảnh trai chứ không có cục mịch như tía nó. Suốt ngày á, nó vác cái giá đi dễ khắp nơi không à. Nghe đâu á, nó tính làm con dễ, con của ông chủ Lò Gốm á mà. Ông Ba Sang đó chị. Sao bà biết? Tôi nghe nói á, là nó dẫn con Phượng đi, làm con Phượng té xuống sông. Vậy hả? Trời ơi, xém chết đuối luôn á. Trời. Giờ còn bị bệnh trầm cảm nữa. Tối ngày á, nó cứ kêu tên thằng Du hoài à, như bị ma ám vậy đó. Ghê vậy bà. Nên ông Ba Sang á, mới ép nó lấy con Phượng cho bằng được.
Nói nào ngay á, là chỉ là cái cớ thôi. Chứ ổng bả hả, thấy thằng này đẹp trai, con nhà giàu, nên hả muốn gả con Phượng đó mà. Mà nói chung á, nhà nó cũng giàu, nhà bển cũng giàu, làm xui xứng quá rồi còn gì. Trời, bà sang bà giữ thấy mồ, sướng đâu mà sướng. Làm con dễ của bà hả, sướng gì mà sướng. Thấy mồ, con Phượng á thì chẳng đẹp gì, được cái là nó có tiền, có vàng, nên nhiều người thèm chứ gì. Chắc vậy. Lâu quá vậy bà. Ừ ha. Thiệt là quá đáng mà. Té xuống ao thôi mà bắt người ta cưới là sao? Mà cũng con nữa. Con mà không bày trò thì đâu đến nổi. Tài xui xẻo thôi chứ con có muốn vậy đâu. Còn cái nữa hả? Thôi mà ba, chuyện lỡ rồi, bây giờ ba la nó cũng đâu giải quyết được gì đâu. Bây giờ mình phải nghĩ cách làm sao á, để cho bên đó người ta từ bỏ ý định kìa. Đúng rồi đó mình. Thằng Du không thể làm rễ cái nhà đó được. Giờ biết tính làm sao? Đúng rồi. Chỉ có cách này thôi. Cách gì vậy má? Hãy đợi đấy. Du, đi theo nội. Hết thịt luôn rồi, còn như tôi quơ gì vậy cô á. Ê ba ơi. Dạ. Ê, chạy xuống dưới coi coi ai, rồi lên báo cho tao biết. Dạ. Dạ mời ông bà. Thưa cô chú. Dạ. Hôm nay tôi qua đây á, trước là thăm cháu nó. Dạ. Sau á là muốn thưa với cô chú một việc. Dạ, dạ không giấu gì bà. Vợ chồng con á chỉ còn có mỗi cháu Phượng à. Nó được làm cháu dâu của bà là phước của nó á. Dạ. Không phải, ý của tôi không phải vậy. Dạ thưa bà, gia đình cháu cũng không có đòi hỏi thách cưới gì nhiều đâu. Miễn là bà cho cậu Du qua ở rể là được rồi. Dạ thưa bà, để con lên lầu dẫn cháu Phượng xuống chào bà. Dạ bà chờ chút xíu. Cô à, cô. Dạ ha, mời bà uống nước à. Mời cậu. Cô hai, cô hai. Cậu Du với lại bà nội của cậu tới á. Sao mẹ không nói sớm? Phượng, Phượng, đàn trai qua kìa con. Dậy đi con. Dạ, nhà anh Du qua hả má? Thôi, đừng có làm bộ nữa. Họ chịu cưới con rồi, dậy đi. Vậy hả má? Bé ba. Dạ. Hương, Lượt, vô thơm, quần áo đẹp của chị nữa. Dạ, có liền. Dạ, cháu chào bà. Trời ơi, cháu Phượng yếu dữ vậy sao? Thôi thôi thôi, ngồi đi cháu. Dạ, kể từ ngày hôm đó cháu nó cũng đau yếu vậy luôn hả. Cũng mong rằng sau ngày vui hôm nay cháu sẽ khỏe lại. Dạ, cháu cũng thấy đỡ rồi. Chỉ có trong người hơi mệt tí xíu thôi bà. Thật ra thì chuyện tôi muốn nói hôm nay á là cái chuyện này đây. Chú đọc đi. Dạ, cái gì đây? Kết giao hôn ước. Đúng rồi. Tôi và ông nội của cháu Thư á đã nhờ sư thầy ở trên chùa làm cái tờ kết giao hôn ước này. Đã vậy mà còn thề với trời đất chứng minh. Người lớn đã nói một lời rồi không thể nào thay đổi được. Thằng Du nó đã có hôn ước rồi. Cái gì? Có hôn ước? Thằng Du từ lúc nó mới sanh ra đời là đã có tờ hôn ước này rồi. Bây giờ nó cũng sắp lấy vợ. Nhưng mà vợ nó là trong tờ hôn ước này, chứ không phải là cháu Phượng. Mong cô chú thông cảm giùm. Anh Du, anh có hôn ước hả? Trời ơi, Phượng ơi là Phượng. Con ngu con khờ quá vậy. Mày quen nó đó, mày không hỏi nó có vợ có con chưa mà mày đấm đầu mày quen là sao hả? Mày làm gì mày quýnh con hoài vậy? Là anh lường gạt con, chứ con có biết gì đâu. Vậy thì mày mới ngu mới dại đó. Má, hồi xưa má mà không gì con á thì má có lấy được ba không? Cái con này, mày còn nói vậy nữa hả? Tao cắn lưỡi tao chết, cho mày vừa lòng đi nha. Anh đúng là một thằng khốn nạn. Tại sao anh lại lường gạt tôi hả? Rõ ràng hồi lúc mới quen tôi anh nói là anh chưa có bạn gái mà. Thì tôi đâu có phản bội lừa gạt gì đâu. Cái chuyện đó người lớn ký hôn ước với nhau mà,
Tôi đâu có biết gì đâu. Phượng, cô làm gì vậy? Phượng, kệ con. Phượng, Phượng nghe con. Phượng, cô làm gì vậy? Bà phải để con tát vô mặt cái tên sở ganh này. Ủa, mới nãy nó yếu lắm mà sao giờ mạnh dữ vậy? Thì đúng rồi, tôi giả bộ đó. Hồi đầu á, tôi nghĩ là anh phải cưới tôi. Tôi làm tất cả mọi việc để anh cưới tôi. Nhưng mà không ngờ, anh chỉ là một tên lường gạt, một tên sở khanh, một tên chuyên đi lường gạt phụ nữ. Phượng, thì cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi được chưa? Tôi không cần anh xin lỗi. Anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Anh đi ra khỏi nhà tôi. Bà, anh bước ra khỏi nhà tôi ngay. Anh bước ra khỏi nhà của tôi. Trời ơi, cái nhà gì mà dữ thấy sợ vậy trời. Trời ơi, thằng quỷ, mày thấy chưa? Trời ơi, thấy cái hậu quả này chưa con? Con có muốn đâu. Thôi, bà dẫn cậu về đi. Gia đình của tôi không muốn nhìn mặt mấy người nữa. À, vậy thôi, tôi không muốn, tôi không dám làm phiền, xin phép tôi về. Về. Dạ, con xin phép chú con về. Thiệt tình, không có cái khổ nào như cái khổ này. Tự nhiên tôi trở thành người gác ngục là sao? Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em, anh yêu em đến ngàn thu. Bọn gì? Mày im được không? Cậu đừng có vô duyên à. Cậu không được quyền xâm phạm quyền riêng tư, tự do của người khác. Tôi hát kệ tôi chứ. Mày hát nữa tao cho cái mỏ mày cao hơn cái mũi mày luôn. Không hát tôi làm ghê vậy? Ủa, cậu nhớ mận hả? Nhớ thì sao, cũng có làm được gì đâu. Hay mình đi thăm mận đi. Trời, mày không sợ ăn đòn nữa hả con? Làm gì sợ, thì mình canh giờ ông về thì mình về trước ông thôi, đúng không? Chí lý. Tôi lúc nào lại không chí lý. Anh là kẻ bội bạc. Nói cậu không phải nói tôi đâu. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Thôi đi. Tôi ca còn không cho nữa. Để tôi cầm cho. Trái tim này đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào. Anh thì ở đầu sông Cổ Chiên, còn em thì ở cuối sông Cổ Chiên. Thương nhau sao chẳng thấy mặt nhau. Anh với em cùng uống nước dòng sông Cổ Chiên. Nước sông Cổ Chiên là nước mắt, nước sông Cổ Chiên là dòng lệ. Ôi biết bao nhiêu gió thảm mưa sầu. Mày làm quá hả bọn? Không biết sao tự nhiên Mận lại bỏ đi vậy ta. Đã có những lúc em nhìn lại, tình yêu đó lúc vắng em đã xa rồi. Thôi đi. Hả? Hát hoài. Mày nghĩ coi, sao Mận bỏ đi vậy? Ai biết đâu sao tự nhiên con hỏi tôi. Ê chị, có khi nào Mận bỏ đi theo người ta không mày? Người ta cứ nói đừng quá yêu. Tao bóp cổ mày bây giờ, hát hoài. Thì cái đó cậu phải hỏi Mận chứ sao cậu hỏi bòn. Bòn. Buồn quá. Bòn. Vậy mày chạy qua bà Chính á, mua mấy xì rượu đi rồi mua mồi về nhậu. Cái này là vô ý tôi nè. Đi lẹ đi. Tiền. Bon. Dạ. Dạ bà. Đi đâu đó? Dạ đi đi mua mồi nhậu đúng không? Dạ cậu ba sai con chứ con đâu muốn nhậu đâu, con bỏ nhậu hôm qua rồi. Không có đi đâu hết, cũng không mua mồi nhậu nhẹt gì hết á. Ra làm sao đi? Dạ má, nhậu chút xíu có sao đâu. Ba con mà về là không có yên đâu đó, con biết không? Bà yên tâm đi, ông không có về đâu. Ông đánh cờ tướng bên nhà ông Tư á, hôm nay là chung kết cờ tướng của làng mình mà. Đi ra đằng sau. Dạ. Má.
Uống lên rai một hai xị. Có sao đâu à? Đang buồn quá đây nè. Em buồn còn... bằng má buồn không? Má, má vô trong nhà nghỉ ngơi đi, để con nói chuyện với nó. Nhưng mà... Không sao đâu má, anh em nói chuyện với nhau thôi mà. Vậy má ra đằng sau nấu cơm với con Duyên. Dạ. Em có biết tất cả mọi chuyện mà em gây ra ba đều trút lên người má hết không? Anh muốn nói chuyện gì? Nè, nói trước á là đừng có bàn về công việc với tình yêu nha. Về cái khoản đó đó, anh với em khác nhau xa lắm. Nhưng mà chuyện đó là cái chuyện mà anh muốn nói với em. Thì để 10 năm nữa đi ha. Khi đó anh có gia đình, em có gia đình, rồi để coi coi ai đúng ai sai biết liền à. Với cách sống này của em á, thì 10 năm hay 20 năm nữa em cũng không bao giờ có một công việc đàng hoàng cho một cuộc sống ổn định đâu. Nè, anh á, anh đi học cái nghề bói toán hay nào vậy? Anh không cần phải học thầy bói, chỉ cần nhìn cách sống của em là anh biết được tương lai của em rồi. Em coi tình yêu như là trò đùa vậy. Em coi những người con gái mà em quen á giống như là một phong cảnh mà em thấy thích ha. Đẹp á thì em vẽ, rồi khi mà thấy phong cảnh khác đẹp hơn á, em dễ dàng bỏ qua nó. Cái đó người ta gọi là nguồn cảm hứng bất tận á, anh biết không? Nhưng mà con gái người ta không phải là phong cảnh để cho em có cảm hứng như vậy. Em dễ dàng quên đi những mối tình của mình, nhưng còn những người con gái đó thì sao? Em để lại cho họ một vết thương lòng sâu sắc biết không? Anh kìa, coi chừng anh bị bệnh nghề nghiệp rồi đó. Ừ, thì cứ cho là bị bệnh nghề nghiệp đi. Chính vì vậy mà anh mới thấy vết thương ngoài da dễ lành hơn vết thương lòng. Một người chưa từng yêu ai hết như anh vậy nè, thì làm sao mà có kinh nghiệm để mà truyền đạt lại cho em vậy hả? Ừ, thì anh chưa bao giờ yêu ai, nhưng mà không phải như vậy có nghĩa là anh không biết tình yêu là cái gì hết, đúng không? Tình yêu á, người ta cần có sự nghiêm túc, cần có sự trách nhiệm và cả lòng chung thủy nữa. Mà mấy thứ đó em không có. Để em nói cho anh biết nè, em tìm hiểu 1000 cô gái, sau đó em chọn ra một cô để cưới làm vợ. Còn anh á, anh quen đúng một cô, rồi sau đó anh cưới làm vợ luôn. Xét về xác suất á, thì em có khả năng là kiếm được người vợ lý tưởng hơn anh nhiều luôn. Ừ, thì em nói nghe cũng có lý đó. Nhưng mà cách mà em chọn người yêu á, nó vô cảm và lạnh lùng quá. Có bao giờ em tự nghĩ những người con gái đi qua cuộc đời em á, số phận sau này của họ sẽ như thế nào? Em có nghĩ tới không? Còn nghe nói cái thằng Phi Du mỏ nhọn á, vừa xô con gái người ta rớt xuống nước, bây giờ nhà bên đó bắt nó là phải cưới con gái người ta. Con biết là tình hình như thế nào, nhưng mà con mong nhà đó bắt nó làm rể luôn càng tốt. Bà Năm đã qua gặp gia đình bên đó, đưa cái tờ kết giao hôn ước của hai gia đình mình, nên gia đình bên đó người ta không có làm khó thằng Du nữa đâu. Bà nói vậy là sao ba? Nghĩa là không có gì xảy ra hết á, miễn con với thằng Du á vẫn lời đến ước như năm xưa thôi. Thôi con không chịu đâu, dù bên kia có bắt đền gì hay không bắt đền gì nữa, con cũng thấy mất giá lắm. Con quỷ hôn. Vậy về quỷ hôn đó có được? Người lớn nói như là đinh đóng cột, rút lại lời nói không được đâu. Nhưng mà rõ ràng á, tính của nó không có tốt. Tại sao nội với ba cứ ép con phải lấy nó? Có gì đâu mà không tốt, nó đào hoa chút thôi, giống như ông nội vậy đó. Nhưng mà con thấy không, từ khi mà ông nội ở với bà nội của con, nghiêm túc, đi đường là nhìn thẳng chứ không có nhìn qua nhìn lại. Nói vậy thôi chứ ông nội có bà nội nhưng vẫn hay nói chuyện với bà Năm. Bà Năm nói gì ông nội cũng nghe hết chứ bộ. Ừ, con không được khổ. Đây là chuyện của người lớn, đã hứa hẹn từ lâu rồi, chứ đâu phải chuyện giỡn chơi đâu. Con không biết đâu, ngày mai con lên Sài Gòn luôn. Nội qua nói với bà Năm á, con lấy thằng Bùi Kiệm đâu, kiếm cho nó mới khác đi. Nội với ba ăn cơm, con ăn nữa. Ừ, thôi ba, chuyện đó rồi từ từ mình tính, đừng có thúc ép nó quá. Ép cái gì? Chuyện này á là cái chuyện định ước từ lúc nó mới đẻ ra, chứ đâu phải là mới bây giờ đâu. Nhưng mà giờ nó không chịu thì phải làm sao? Ép nó cũng đâu có được. Tại mày hết trơn, không biết dạy con, cưng nó quá rồi. Rồi mở miệng ra nó sột soảng soảng. Ba nói rồi nghe, ba không được kết xui gia với bà Năm á, ba chết không nhắm mắt đâu con coi. Ba nói thiệt đó nghe. Gần bữa này á cũng nhiều tuổi lắm rồi, có nhiều cây á tuổi nó gần bằng tuổi của cậu á. Vậy hả chú Năm? Ừ. Có phải cây mà càng già thì ra ít trái hơn phải không chú Năm? Thì cây nó cũng giống như người, tuổi già sao bằng sức trẻ được. Dạ. Mấy năm gần đây hả, năng suất nó cứ giảm hẳn đi à. Đã đến lúc phải thay đổi vườn bưởi này rồi. Con nghĩ cách thay đổi tốt nhất là thay đổi phương pháp chăm sóc, không nên xài phương pháp cũ nữa.
Đáng lý là mình phải áp dụng khoa học kỹ thuật mới đúng. Muốn áp dụng phương pháp khoa học kỹ thuật á thì phải có kỹ sư ở thành phố về, chứ dân thường của mình á ở đây có biết gì đâu. Mà mướn kỹ sư á thì vừa tốn tiền vừa nhiêu khê đủ chuyện hết á. Mà nhiêu khê là sao chú? Thì cậu cũng biết rồi, người thành phố về đây á thì mình phải lo cho họ ăn ở cho tươm tất, chứ đâu phải như dân mình á ăn ở sao cũng được. Dạ con hiểu rồi, nhưng con nghĩ chuyện này giải quyết được mà. Cậu hai gì vậy? Cậu hai chuyện gì vậy mày? Dạ cô Bông không biết ăn trúng cái gì đau bụng mà rên la dữ dội lắm. Cậu hai qua bển coi giùm. Thì nó đau bụng phải chùm nước nóng cho nó uống nước gừng vô. Chuyện gì phải kêu cậu hai? Không sao đâu chú Năm, để con chạy về lấy túi y tế rồi qua đó coi thử. Dạ. Đi. Con đi ông Năm ơi. Ừ. Không biết bà Thu Hà có nhà không? Bà Thu Hà ơi, bà Thu Hà nè, có chuyện gì mà qua nhà tôi sớm bẩn hả? Nếu sớm hả? Tôi quay về hơi tôi trở lại. Nè, gì vậy? Nói chơi chút cũng giận à? Đừng chọc tôi quê nghe, khó quê lắm mà nghe. Thôi, vô trong mát ngồi tự nhiên đứng ngoài nắng. Nè, có chuyện gì nói tôi nghe coi. Sao cái mặt kỳ vậy? Nghe nói bà không thích làm xui với Võ Đông Sơ, mà thích làm xui với chủ lò gốm ghiếc gì đó phải không? Gì gốm ghiếc? Ai mà nói với ông bất nhân vậy? Tôi nói một lời, tôi làm xui với ông là làm xui với ông, không có gì thay đổi. Vậy là chuyện lò gốm xong rồi phải không? Xong rồi. Êm ha? Êm. Du đâu rồi? Nó đi qua nhà của thằng Bòn á, học thi để thi đại học. Sau cái vụ đó nó cũng biết lỗi nó rồi, nên tu tâm dưỡng tánh, lo học hành đàng hoàng chứ không còn ham chơi nữa. Ủa còn Minh đâu? À thằng Minh đã ra vườn bưởi từ hồi sáng sớm lận. Rồi cái con Bông á, con của bà Chính á, không biết đau bụng đau bão gì đó không biết nữa. Rồi cái kêu nó qua coi bệnh, rồi nó chưa có gì à. Nói túm lại là trong nhà không có ai hết trơn phải không? Không. May quá. Nè 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 nè. Cái gì? Cái gì? Nhà không có ai hết may quá là sao? Bà làm gì vậy? Tôi nói mai ở đây là không có ai ở nhà, để tôi nói với bà một chuyện hết sức quan trọng. Quan trọng hả? Chuyện gì quan trọng nói nghe coi, úp mở hoài. Chuyện là vậy nè. Ừ. Dạ con chào ông sao? Sao bà nói không có ai ở nhà? Nói vậy bác tử ai biết? Dạ chào ông sao? Chào con. Dạ. Nè. Dạ. Con Bông nó ra làm sao rồi? Còn thằng Minh đâu? Dạ cậu hai á đưa cô Bông đi bệnh viện tỉnh mổ rồi. Trời, trời ơi, bộ nó nặng dữ lắm sao mà bệnh viện huyện mổ không được mà phải đưa lên tỉnh lận. Ê. Mà có chuyện gì mày nói tao nghe coi, bộ cái chuyện con Bông có liên quan tới cậu hai mày phải không? Nó không liên quan tới cậu hai mà nó liên quan tới cô Bông. Hả? Con Bông nó làm sao? Trời ơi, cô Bông nó bị gì? Cái gì sơ nó bị gan cũng chứ ngay sao vậy? Không phải sinh bụng hả? Vậy nè. Hay là bụng? Trời ơi, con Bông nó có bầu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con nó có chồng hồi nào mà có bầu? Ờ. Vậy mới nói. Nè, con nói cho ông Sáu với bà nội nghe, cổ có bầu ngoài dạ dày. Cái gì? À, không, ngoài dạ con mới ghê chứ, nên là phải đưa lên bệnh viện tỉnh mổ liền. Hèn gì phải đưa nó lên nhà thương tỉnh, chứ nếu nó chỉ đau ruột thừa thì ở huyện mổ cũng được mà. Dạ. Mà bà Chính bà nói nghe, ai mà nói con bà có bầu hả, bà chém chết. Ê. Mày có biết tác giả cái bụng bầu của con Bông là của ai không? Dạ biết chứ. Hả? Biết hả? Dạ. Ai mày nói nghe coi. Ông Đài Loan. Ông Đài Loan? Ừ. Tại sao lại là ông Đài Loan? Dạ thì cô Bông quen với ông Đài Loan lâu lắm rồi mà bà Chính bà đâu có biết đâu. Rồi bây giờ ông Đài Loan ông ở đâu? Dạ về nước luôn rồi chắc không có quay lại đâu. Trời ơi, khổ không? Nhà bà Chính bà có nghèo khổ gì đâu mà cho con Bông đi lấy chồng nước ngoài trời. Thì đó.
Không phải chỉ riêng một mình con Bông đâu, mà con trai con gái không đứa nào muốn ở nơi ao tù nước bèo này đâu. Đã lên thành phố rồi là muốn đi luôn hà, không trở về đây nữa. Mày còn chuyện gì nữa không vậy? Dạ không, hết rồi. Hết thì vô coi làm công chuyện đi. Dạ. Dạ thưa ông bà, ông đi vô. Bộ ông qua đây tính nói với tôi chuyện quan trọng này đó hả? Chứ còn gì nữa. Sáng nay nè, con Thư nó lên Sài Gòn rồi. Tôi nói tới chuyện hôn ước là nó dậy nỉ lên. Em pha trà cho anh hả? Ừ. Nhưng mà giờ cũng tối rồi, em pha trà như vậy sao anh ngủ được? À, trà sen hả? Ừ. Trà sen là ngủ ngon lắm đó. Em ngồi đi. Nhưng mà tối nay dù uống trà hay không á, anh cũng đâu ngủ được đâu. Ngày mai anh lên thành phố rồi, nhớ gì lắm. Duyên nè, anh nhờ em một việc được không? Em ở nhà chăm sóc má anh giùm anh nghe. Ngoài em ra má không còn ai là người an ủi hết. Cảm ơn em. Thôi em đi ngủ đi, cũng tối rồi mà. Hay quá ha. Vậy chứ anh ngồi đây tới ngày mai, em cũng ngồi với anh luôn hả? Cảm ơn em nha. Giặt luôn cái áo gió giùm anh nữa. Được rồi, anh hứa với em á là anh sẽ gọi điện về nhà thường xuyên. Nếu mà không gọi điện á thì viết thư về nhà thường xuyên cho em. Còn chai dầu gió này á, lúc nào anh cũng giữ bên mình hết, có chuyện gì á anh sẽ lấy ra xài. Vậy được chưa? Thôi em vô nhà nghỉ đi, nguyên một ngày làm việc mệt rồi còn gì. Anh ngồi đây một chút rồi anh vô. Không phải chỉ riêng một mình con Bông đâu, mà con trai con gái không đứa nào muốn ở nơi ao tù nước bèo này đâu. Đã lên thành phố rồi là muốn đi luôn hà, không trở về đây nữa. Tôi quen ở Sài Gòn rồi, tôi vậy á, chịu không chịu thôi. Chứ tôi không có về quê làm ruộng đâu, mũi cắn dữ lắm. Mũi cắn á là tốn tiền mua thuốc sức ghẻ nữa. Vậy nha, lấy giờ đại đi, đừng có chờ tôi. Vậy nha. Gì hả chị bé? Chị ăn trái cây chị để kiếm mua hết vô trong máy tính của tôi rồi nè. Để tôi phủi cho. Tránh nó đi, tay dơ. Để tôi phủi mà. Chị nhìn nhà cửa thử coi. Thiệt á, tôi nói hết nổi với chị, tôi đang sống trong ổ vi trùng nè, chắc tôi chết sớm quá. Cô nói quá à, vi trùng đâu mà vi trùng. Thì tại vì bữa nay tôi quên quét dọn thôi. Chứ bữa nay chị làm cái gì ở nhà? Tôi hả? Tôi
tôi đi học mai. Cái gì? Chị học mai? Ừ, để tôi lấy cho cô coi nha. Tôi lấy cô coi nha. Gì mà bừa bộn dữ vậy không biết nữa. Nè, cô coi được không? Cũng được. Ủa, nhưng mà chị mai cho ai vậy? Tôi mai cho cô á. Cho tôi? Ừ, thiệt mà, tôi mai cho cô á. Với lại tôi cũng đâu có biết mai cho ai đâu, cho nên tôi thấy mai cho cô là tốt nhất. Mà sao chị không mai cho chị? Tôi muốn á, là cái áo đầu tiên của tôi á, là tôi mai cho người tôi thương nhất. Hôm nay chúng ta sẽ đến khoa ngoại thần kinh để thăm một số bệnh nhân đang điều trị ở đây. Dạ. Chủ yếu là các bệnh nhân bị tai nạn giao thông ở đầu, nhưng cũng có một số bệnh nhân khác như thoát vị đĩa đệm, u não. Dạ, nếu đã xác định bị u não, sao mình không chuyển bệnh nhân sang bệnh viện ung bú à? Cậu muốn biết tại sao thì phải gặp bệnh nhân cái đà. Bác sĩ. Có chuyện gì vậy? Anh ta là chồng của một nạn nhân đã tử vong tối qua. Anh ta nhất định rời xác chứ không cho xét nghiệm tử thi. Nhưng vợ của anh ta chết vì lý do gì? Cô y tế trong nhà rồi bị chấn thương sọ não. Cơ quan điều tra đến đòi xét nghiệm, rồi mổ xác nạn nhân để biết rõ nguyên nhân cái chết. Nhưng khi cơ quan điều tra ra về, hắn đã khống chế một y tá và đòi trả xác cho bằng được. Tụi bay là lũ giết người. Tụi bay giết cô ấy rồi đòi mổ xác cô ấy. Tại sao tụi bay không tha cho người ta chứ? Tại sao? Anh bình tĩnh đi. Anh buông cô ấy ra để chúng tôi giải quyết. Tao không cần giải quyết gì hết. Tụi bay mà mổ xác cô ấy, tôi yêu cầu anh bỏ cô ấy ra để chúng ta cùng giải quyết. Anh à, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Mày đứng lại đó, nếu không hả, tao giết nó. Anh à, anh bình tĩnh đã. Đứng lại. Anh bình tĩnh đã. Nè, anh nghe tôi nói. Cứu tôi với, anh ơi. Anh nghe tôi nói, anh muốn lấy lại xác vợ đúng không? Ai, tao muốn lấy xác cô ấy. Tự tao đem về, không cần phải khám nghiệm gì hết. Anh muốn gì cũng được, bây giờ chỉ cần anh buông cô ấy ra, tôi sẽ giải quyết cho anh. Không được anh, đây là quy định của ngành. Tôi nói được là được, anh cứ để cho tôi giải quyết. Anh ơi, anh thả tôi ra đi. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Đi. Anh đi với tôi xuống nhà xác, tôi sẽ nói họ giải quyết cho anh. Mày đừng gạt tao hả? Thiệt. Nếu không, thì con nhỏ này đi cùng với tao. Anh ơi, tôi... Nhưng mà anh nghe tôi nói nè, cô đi chung với anh á, chỉ tổ cho anh dính díu thêm thôi. Tôi là người có trách nhiệm ở đây, tôi sẽ giải quyết cho anh. Tin tôi đi. Bỏ cô ấy ra, anh giữ tôi là được rồi. Hả? Giữ anh ta lại. Nằm im. Mày gạt tao. Buông ra. Sáng uống cà phê, tối uống cà phê, chiều uống cà phê, nguyên một ngày uống cà phê. Tối uống cà phê, sáng uống cà phê, tối uống cà phê, tối. Mày làm gì mà thấy tao như bị ma nhát vậy mày? Dạ. Mày nín. Tránh ra. Mày canh cậu ba vậy đó hả? Ừ. Có cà phê hả bọn? Đôi khi người ta còn gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng. Thôi, mày đặt đóng kịch nữa. Mày học hành cái kiểu gì vậy Du? Đâu có đâu, nãy giờ con học đàng hoàng chứ bộ. Mày còn xạo sự nữa hả?
Mày học hành cái kiểu gì mà vừa nghe nhạc vừa uống cà phê vậy mày? À, thì bà cũng biết rồi, luyện thi vô cái ngành tinh học này nó khó lắm luôn. Con á, kêu thằng bọn đi làm cà phê cho con uống, để đầu óc con tỉnh táo, con học tốt hơn nè. Rồi dù nghe nhạc này á, là tại vì con học nhiều quá, đầu óc con nó căng thẳng, stress lên, cho nên con phải thư giãn, đúng không bọn? Dạ dạ đúng rồi. Tất cả cũng vì việc học thôi không? Dạ dạ. Mày, bây giờ con thu xếp sách vở, đi ra ngoài phòng khách học cho ba. Học ở đây với học phòng khách cũng vậy thôi, có gì đâu. Mày có tin là tao đập cho mày một trận không hả? Còn thằng bọn này nữa. Dạ. Mày canh chừng cậu Du cái kiểu gì vậy hả? Cậu ba mày bị một roi á, thì tao đánh mày hai roi nghe chưa? Thì vậy là ép người quá đáng à. Ép người hả mày? Ép người hả mày? Đi ra học, nhanh lên. Trời ơi, cậu ra ngoài còn học đi, đừng liên lụy đến tôi nữa. Trong này tôi tự dọn dẹp cho. Đi đi. Cũng mày không à, ông Du cũng không biết nữa. Nè, uống đi. Cha, cháu nội của tôi bữa nay siêng dữ vậy ta? Bộ bình thường cũng lười biếng lắm hả? Chớ gì nữa, siêng học như vậy phải dễ thương không? Nội ơi. Ừ? Con dễ thương ha. Ừ. Cho con chuyện đi. Chuyện là gì? Là tiền đó. Con hết tiền rồi. Đổ cha mày. Tiền thì nói tiền mà đặt xiên. Nội, nội vô, nội nói với ba, cho con qua ở chung với thằng Bòn đi. Con qua đó con học bài luôn. Cái gì? Học ở nhà không được? Học ở nhà không được sao mà qua nhà bển học chi? Tôi cũng thấy rồi đó. Con ngồi học bài ở đây nè, ba ông đi qua ông đi lại, mặt ông cứ căng thẳng, sao con học được? Cũng phải, nhưng mà... Thôi đừng có nhưng mà nữa. Nhìn nổi kìa, một bậc tiền bối, thông minh hả, đỉnh đỉnh luôn. Rồi phải biết con đang nói cái gì chứ. Sao đi mày? Đi. Thôi được rồi, để nội vô nội xin nó. Nhưng mà nè, qua bển nhớ học hành cho đàng hoàng nghe không? Để em theo nội mang tiếng nha con. Con biết rồi. Việc đi đâu? Thì sau này mình đi làm á, cũng phải chờ như vậy hả? Tôi đi làm chưa? Sao biết là sau này cũng vậy? Chưa đi nhưng mà thế nào mai mốt đi làm cũng gặp khó khăn vậy hả? Vậy hả? Dạ chào phó giám đốc. Ê, thưa có khó khăn đợi ạ. À, tôi biết rồi. Dạ. Dạ, chào ông ạ. Hai cô bên công ty ủy thác xuất khẩu 2 qua đây phải không? Dạ, dạ, đúng rồi. Mời hai cô lên lầu. Dạ. Tôi là Lộc, phó giám đốc ở đây. Cô nào là Thư? Cô nào là Hà? Dạ, tôi là Thư. Còn tôi là Hà. Hai cô ngồi đi. Em... Cô uống đi. Hai em uống nước nha. Dạ, cảm ơn. Hồ sơ đâu? Dạ đây. Thật là non nớt, hời hợt. Hai cô về làm lại đi. Dạ thưa phó giám đốc. Làm lại cái gì? Làm lại cái đề án này chứ làm lại cái gì nữa? Dạ, nhưng mà đề án này có gì sai à? Cái gì cũng không đúng hết á. Có phải hai em là sinh viên thực tập bên công ty ủy thác xuất khẩu 2 phải không? Rồi bên công ty đó
sai hai cô qua đây thuyết phục chúng tôi mua hàng phải không? Đúng rồi. Vậy là biết chắc hai em không thuyết phục được tôi rồi. Người như tôi á, không lẽ mắc lừa hai em mới ra trường hay sao? Nhưng mà chúng tôi qua đây thuyết phục ông mua hàng đâu có nghĩa là chúng tôi lừa đảo ông đâu. Về làm lại đề án này đi, rồi hãy nói chuyện với tôi sau. Vậy cảm ơn ông. Hả? Thấy cái mặt mày biết khó chịu rồi. Chắc cái nhà bị vợ chửi nên giúp chừng nên tụi mình chứ gì. Thôi kệ ông đi, bây giờ mình về công ty rồi mình tính ha. Ừ. Má tính như vậy vợ chồng hai thấy có được không nghe? Thằng Du nó xin phép qua nhà thằng Bòn để luyện thi, má thì cho rồi. À, hai đứa con có cho phép nó đi không vậy? Dạ. À, không có được đâu. Ở đây có con kèm cặp mà nó còn không chịu học. Nó còn bày đủ trò này trò nọ, rồi qua bên đó làm sao nó học đây? Có nước nó thành quỷ luôn á má. Ba, con qua đó yên tĩnh con mới học được. Ở nhà ồn ào lắm. Cái nhà này ai làm ồn mà con nói là không yên tĩnh chứ? Không có ai làm ồn, nhưng mà người đi qua kẻ đi lại, nhỏ phân tâm sao nó học. Cho nó qua bển học đi, để nó còn luyện thi nữa. Nhưng mà... Má nói đúng đó mình. Còn có mấy tuần nữa là con nó thi rồi, mình cho phép con nó qua bển để nó học cho nó yên tĩnh đi. Thôi được rồi, nể lời nội với má con. Ba nói trước á, qua bên đó mà còn dở trò nữa là chết với ba nghe chưa? Dạ con biết rồi. Bệnh nhân không cho tụi em khám bệnh thầy ơi, họ nói họ không tin bác sĩ thực tập. Đó là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi thầy, nếu mà tụi em không được trực tiếp khám á thì tụi em sẽ không giỏi được ạ. Đúng rồi đó thầy ơi, tụi em học thì tụi em phải được thực hành chứ. Điều quan trọng á là chúng ta phải làm sao để cho bệnh nhân họ tin tưởng. Dạ. Để chúng ta khám bệnh cho họ. Dạ. Chứ không phải là khi đã là bác sĩ rồi thì họ dạ tin tưởng mình đâu. Dạ. À, anh ơi, hôm bữa tôi chưa kịp cảm ơn anh. À, thì đây là cô hả? Tôi tên là Thảo Trang. Hôm bữa nếu không có anh thì... À, không có gì đâu, chuyện nhỏ mà, con đừng bận tâm. Tôi là Duy Minh, tôi là sinh viên thực tập ở đây. À, chắc là tụi mình sẽ còn gặp nhau dài dài. Tôi cũng không biết nữa, tại vì tôi không phải là y tá khoa ngoại. Ủa vậy... Tôi là y tá phòng cấp cứu, tại hôm bữa tôi đưa bệnh nhân lên khoa nên gặp tai nạn. Nhưng mà dù sao á thì tôi cũng không quên anh đâu. Vậy thôi tôi đi làm việc nha. Bye bye anh. Chào cô. Cho mày chừa nha con, bày đặt đi đó gà. Trời đất ơi, con gà của tôi á nó bị tê liệt gãy xương luôn rồi mà cậu còn cười được nữa. Còn cậu nữa, nhà cao cửa rộng không ở, qua đây làm chi vậy? Nhà cao cửa rộng mà giống như ở tù vậy đó, thà qua đây ở như vậy còn sướng hơn. Ơi thì đúng rồi, qua đây có tôi hầu cậu, thử không có tôi coi cậu húp gió luôn. Thôi được rồi, mày ráng đi. Sau này á mà tao nổi tiếng rồi á, tao có cơm mày sẽ ăn cháo, được chưa? Ha, cậu mà nổi tiếng giống như Picasso vậy á, tôi sẽ làm quản lý cho cậu.
Rồi khi cậu chết đi, tôi sẽ được thừa hưởng phòng tranh. Mày nói ai chết hả mày? Rùa ẻo hả? Thì tôi ví dụ vậy mà. Nhưng mà lỡ cậu quên mất thằng Bòn này thì sao? Ôi, sao quên được? Không những kiếp này là huynh đệ bạn bè, mà kiếp sau cũng sẽ là bạn bè huynh đệ. Trời ơi, vậy tôi làm thằng Bòn tới kiếp sau luôn hả? Cậu bớt giỡn đi, tôi không có tin đâu. Mày không tin phải không? Ừ. Không tin phải không? Ừ. Cậu làm gì vậy? Nè, cậu làm gì vậy? Cắt máu ăn thề. Hả? Cắt máu? Chơi luôn, như tí canh vậy mà. Yeah, 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 yeah. Làm đề án chỗ này là chết rồi. Có thuyết phục đến sang năm thì đối tác cũng không mua hàng của cô đâu. Được biết cô là sinh viên nổi bật nhất của khoa, mà sao cô làm đề án tệ vậy? Tôi thấy chẳng có gì hay ho hết. Nhà em có đông anh em không? Không. Ba má chỉ có mình tôi thôi à. Chắc ba má cưng em lắm hả? Ừ. Dễ thương như em, ai mà chẳng thương. Anh cũng thương những người hiếu học như em vậy đó. Anh đã giúp đỡ nhiều sinh viên làm đề án có kết quả tốt. Khi ra trường họ có việc làm ngay à. Đề án này không có nhận được, nhưng anh sẽ chỉ cho em cách sửa đề án. Sửa tốt hơn mà không có tốn công sức. Muốn thuyết phục người ta mua hàng thì em phải dịu dàng, mềm mại. Chứ nói cọc lóc vô trong này, ai mà mua hàng của em? Đó, em thấy cái sai của em chưa? Nếu như người khác thì anh mặc kệ, nhưng với em thì lần đầu gặp em, anh biết em là một tài năng. Em không biết cách làm như vậy làm sao mà tiến thân được. Ông về chỗ của ông đi. Em nói cái gì lạ vậy? Phòng này là của anh mà. Ý của tôi nói là ông cứ về chỗ ngồi đi, rồi ông sẽ nói tiếp cái đề án này tôi nghe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp những đề án này. Vậy nha. Đề án này anh không chấp nhận được. Nhưng mà khoan đã, em không ra khỏi đây được đâu. Nếu em ra khỏi đây, em không còn cơ hội nào khác. Em nghe anh đi.
em. Ông buông ra. Em à, buông ra. Em à. Ôi da. Máu. Cô giết tôi. Trời ơi. Máu. Máu. Có ai không? Có ai không? Giúp giùm tôi với. Chị ơi. Ông. Ông. Không phải tại tôi. Dạ không, thân nhân không được vào ạ. Trời, một đêm có tới 5 ca cấp cứu. Đó là một con số khá khiêm tốn. Nếu các em biết rằng trong đêm Noel vừa qua, có bệnh viện phải tiếp nhận đến 65 ca do tai nạn giao thông. Ghê ha. Hôm nay chúng ta tổ chức hội chẩn một ca cấp cứu đặc biệt để tìm ra hướng điều trị. Hồ sơ là một bệnh nhân nam, 21 tuổi, bị chấn thương sọ não. Ủa, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chắc chắn là phải có phim chụp X-quang và chụp CT chứ. Để em xuống phòng cấp cứu hỏi coi, có thể là họ chụp nhưng mà họ để ở đâu đó. Được rồi, em xuống coi họ có để quên hồ sơ ở dưới đó không nghe. Dạ. Cô là người tiếp bệnh nhân, mà nói vậy là sao? Tôi đã giải thích rồi. Tôi nói là sếp tôi có bảo hiểm y tế. Từ từ người nhà người ta lên rồi đưa. Làm gì mà ghê vậy? Có chuyện gì vậy? Hồi nãy á, hai cô này đưa người nhà vô phòng cấp cứu nhưng mà không xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Em có nói á, là xuống phòng hành chánh để xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Nếu như không á, hồ sơ sẽ ghi là tự túc. Nhưng hai cô cứ cự cãi, làm ồn ở đây. Như vậy là cổ làm đúng rồi. Hai cô không đọc kỹ nội quy của bệnh viện hả? Phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế ngay khi vào bệnh viện. Cô ta chỉ muốn giúp cho hai người biết đúng quy định thôi. Bảo hiểm y tế ông ấy giữ chứ tụi tôi đâu biết đâu. Nếu vậy thì hai cô xuống phòng hành chánh, nói để người ta giải quyết cho. Chứ ở đây người ta không có thẩm quyền về chuyện đó đâu. Nhưng không lẽ khu cấp cứu một ngày tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, mình là người nhà của bệnh nhân thì cũng phải giúp chúng tôi một chút, đừng có gây áp lực như vậy. Anh là đồng nghiệp nên anh binh cô ấy là đúng rồi. Vậy thôi ha, chuyện này chấm dứt ở đây. Mấy cô xuống phòng hành chánh đi. Nhanh thì khoảng 10 phút thôi. Cô làm ơn xem giùm tôi, bệnh nhân này đã được chụp X-quang chưa? Anh vào trong đi. Ừ. Thầy ghét. Còn cô nữa, đi xuống phòng hành chánh á, mà báo với người ta là ổng có bảo hiểm y tế. Khi nào người nhà ổng đến rồi đưa. Ừ. Nhưng mà tôi... Nhưng cái gì? Chuyện này ai gây ra? Tôi chỉ là thư ký công đoàn thôi. Bắt tôi đi lên đi xuống lo chổng là sao? Vậy cô ở đây đi, tôi xuống phòng hành chánh nha. Cô Liễu. Dạ bà chủ. Ông chủ đâu? Dạ ở trong đó. Cô đi đâu đây? Em xuống phòng hành chánh để lo giấy tờ cho phó giám đốc. Cô ở lại. Nghe tôi hỏi nè, là con nào xô mới té? Nó là con nào? Cô chỉ nó cho tôi, tôi cào mà có ra cho coi. Dạ không. Không có. Tại vì bị tăng huyết áp đột ngột. Bà cũng biết là phó giám đốc bị bệnh tim mà. Tôi có tay trong, ở trong công ty này. Mọi điều xảy ra có người báo cho tôi biết hết. Con đó là con nào? Cô phải chỉ cho tôi biết. Cô có tin á là tôi nói ông đuổi việc cô ngay không? Là tôi nè. Mà nói cái gì? Chính tôi đã xô ngã ông đó. Ai biểu ông xúc phạm xàm sở tôi? Mày đừng có đặt điều đặt chuyện nha. Tôi không bịa chuyện, đó là sự thật. Nếu bà vẫn không tin, vô công ty mà hỏi. Bà bình tĩnh đi, đây là bệnh viện mà. Mày coi chừng tao đó, tao sẽ đi kiện mày. Bà kiện tôi hả? Tôi thách bà đó. Bà kiện tôi đi, tôi mới là người đi kiện vợ chồng bà đó. Tôi chờ mày, bà coi mày. Bà làm gì hả? Thôi bà làm gì. Đồ con nít ranh. Rồi mày sẽ biết tại tao nè. Đường đường là vợ của phó giám đốc mà ăn nói mày tao không có văn hóa. Bà,
tại tao. Em đừng nên nghĩ đến chuyện kiện cáo làm gì. Chuyện này để cô và ban giám hiệu sẽ làm việc với công ty. Cô thật lòng muốn tốt cho em, cho tương lai của em đó. Tại sao vậy cô? Tại sao em lại không có quyền kiện họ? Họ làm sai mà còn bao che cho nhau nữa. Em nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Phải cho ổng mất chức luôn, để chừa cái thói mà dê sòm, ức hiếp học sinh như là tụi em. Em là sinh viên đang thực tập. Những điều tai tiếng không tốt cho em. Với lại em cũng chưa bị tổn hại gì, nhưng chính ông ta lại là người bị thương nặng hơn. Nhưng mà ông ấy bị cao huyết áp, ông ấy ngã là do bệnh của ông ấy, chứ đâu phải là do em đâu. Em đã trình bày chuyện này với cô nhiều lần rồi mà. Đó là do em lấy tay em hất ổng ra thôi. Nếu mà em không làm như vậy á, thì giờ này chắc là em đã bị cưỡng bức. Và có lẽ em sẽ phải cắn răng chịu cái nỗi nhục này một mình. Tại sao những người sinh viên như tụi em lại bị coi thường như vậy hả cô? Dù ông ta bị ngã ở nguyên nhân nào thì em cũng nên quên chuyện này đi. Nếu em làm lớn chuyện này ra thì ai dám nhận em về công ty thực tập nữa. Có những chuyện người ta cần phải nhẫn nại, chứ em cứ nóng tính như vậy thì sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu. Không lẽ bị người khác giở trò thì phải im lặng hay sao cô? Em không thể chấp nhận được chuyện này. Cô không yêu cầu em im lặng. Qua chuyện lần này á, thì em phải cư xử khôn khéo hơn. Đừng có nóng nảy quá. Em phải hiểu rằng bên ngoài xã hội á, người tốt và kẻ xấu rất khó phân biệt. Khi đụng chuyện á, thì họ mới lộ bản chất ra. Khi đó em phải biết cách cư xử. Chứ như em kiện cáo ra tòa, báo chí phanh phui, còn uy tín của nhà trường, còn thương hiệu của công ty người ta nữa. Và em có nghĩ đến danh dự của em không? Em có biết là khi một công ty kinh doanh mà bị thua lỗ thì sẽ kéo theo cả ngàn công nhân bị thất nghiệp. Em phải hiểu ra được điều đó. Dạ, em hiểu rồi. Nếu em hiểu rồi thì em nên quên chuyện kiện cáo đi. Cô sẽ báo lại với cô hiệu trưởng và sắp xếp qua bên công ty nói chuyện, rút kinh nghiệm. Vì cô cũng không muốn chuyện này xảy ra cho các em khác nữa. Nam Mô A Di Đà Phật à. Xin ông bà tổ tiên phù hộ cho cháu con tên là Phi Du á. Nó thi đậu đại học, để nó về nó dạy cho xóm giềng biết internet. Con nguyện ăn chay một tháng. Nam Mô A Di Đà Phật à. Thằng Du hổm rày nó có gì nhà không á? Chưa gõ rồi cái hỏi à. Có thấy nó đâu. Chỉ có chắc nó bận học đó bay ơi. Chỉ có thằng Bòn thỉnh thoảng về nó lấy thức ăn. Không biết là bên đó nó có chịu học hành không. Có chứ sao không. Bay sao lúc nào cũng đang y như là Tào Tháo à. Không bao giờ chịu tin tưởng cháu nội tao hết trơn á. Thì tại vì nó hay làm bậy, thành ra con phải nghi ngờ chứ. Còn thêm cái thằng Bòn nữa, tối ngày chỉ biết chơi đề, đá gà, nhậu nhẹt. Cái thằng nó cũng hay rủ thằng Du làm ba cái chuyện bậy bạ lắm đó. Không có đâu, nó mắc học á. Trời ơi, sự uy tín của thằng Bòn này là cả làng này đều biết. Nè chú ơi, bây giờ chú biên giùm con bao lô. Con ít nhỏ, con ít lớn, 24, 64. Dạ, chiều đi thì con gửi tiền cho. Dạ, dạ, dạ. Nhớ gửi cái phê đề cho bà Tư bán cà phê giùm con nha. Dạ, dạ, dạ. Chúc chú một ngày mới vui vẻ. Dạ. Thôi à, nghe chưa. Gì ạ? Mày dám lấy điện thoại tao mày ghi số đề hả? Có đâu, hỏi đường đi lắm mà. Chứ, mày có xuống âm phủ thì có à. Bây giờ tiền thiếu trường nào trả đây? Ủa, con có thiếu gì tiền hả? Mày có tin mày nói xong cái mỏ mày phù lên không? Nè, sổ sách ghi rõ rành rành đây nè. Hả? Phải đúng tên không? Nguyễn Văn Bòn. Ờ đúng rồi. Từ từ đi, rồi con trúng đề rồi con trả hết luôn cho. Mày nói hay quá ha. Mày trúng cái mày trốn mất tiêu. Tao không biết, kỳ này mày không trả tao mét ông chủ mày đó. Ơi, quen biết nhau không à. Cô Tư thì làm thấy ghê quá.
để từ từ con trả cho nha. Thôi con đi về à. Nha. Ê, nha, gì? Tiền cà phê. Thì ghi sổ không đi. Nha, 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 nha. Rồi. Không, trả liền mày. Bây giờ con nói cô Tư nghe nè, cô Tư buông con ra đi. Con nói cái này nè, cô Tư hả, không những không đòi tiền con mà còn cho tiền con nữa đó. Không dám đâu. Con nói thiệt, con đi giày gấp giày nè, là con đi làm người mẫu cho người ta đó. Trời, ai, ai mướn mày làm người mẫu? Thì bây giờ cô Tư buông con ra đi, con nói cho cô Tư nghe. Cô Tư, chiều nay á, nhớ lấy phơi đề giùm con nha. Con trúng con trả hết nợ cho cô Tư luôn nha. Mày không trả biết tay tao đó. Cái thằng này thiệt à, mê số đề, mê đá gà, nợ nần chồng chất. Con nào mà dính nó vô phước thôi à. Xong chưa cậu? Đừng mê chút xíu mà thằng Thang cái gì. Hả? Trời, chút xíu. Đứng hơn 2 tiếng đồng hồ mà còn nói chút xíu. Nãy giờ mũi cắn muốn chết không dám nhúc nhích đây nè. Cái thằng này, người mẫu người ta đứng 10 tiếng người ta không than tí nào hết á. Mày đứng mới có 2 tiếng mà mày than là sao? Trời ơi, vậy cậu muốn người mẫu làm đi, tôi không làm nữa đâu, mỏi chân quá à. Không làm nữa phải không? Ờ. Trả tiền đi mày. Tiền đâu trả? Không có tiền trả thì đứng yên. Về chỗ cũ. Dậm đây. Làm gì vậy? Thì tôi muốn đứng tướng nào tôi đứng. Cậu vẽ sao cậu vẽ đi. Mày đứng đúng cái dáng nãy tao mới vẽ được chứ. Đàng hoàng lấy coi. Mệt quá à, tôi mệt lắm rồi đó. Bon. Mệt quá rồi. Mày giỡn mặt với tao hả? Ừ. 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 Đó, đó, đó. Mày làm gì vậy? Cậu thấy không, con gà nó còn chịu không nổi nói với tôi. Tôi mệt quá à, tôi không làm nữa đâu. Mày giỡn mặt với tao hả bọn? Tụi mày đang làm cái trò gì vậy? Tao hỏi tụi mày đang làm cái trò gì vậy hả? Dạ. Dạ, tôi còn đang học bài. Học bài đấy ba. Dạ dạ, cậu ba đang học. Mày quá lắm rồi. Tính gạt tao qua đi học hành, rồi bây giờ biến nơi này thành tổ quỷ phải không? Hả? Dạ, đâu có đâu ba. Tụi con học nãy giờ mà. Quá lắm rồi. Hôm nay tao phải cho tụi mày một trận mới được. Ba. Dạ. Đứng lại đàng hoàng mà ba. Đứng xuống. Dạ. Ba. Đứng lại. Mày đứng lại. Đứng lại. Chạy. Nhìn lên, nhìn lên. Tụi mày đứng lại. Đèo đi, đi. Tao đốt. Tao đốt cái trò này cho tụi mày coi. Nhìn lên. Quá lắm rồi. Ráng mà trốn đi nghe chưa. Tại mày á. Tại tôi cái gì? Mày á. Cậu nặng quá cái tiền nó mới hả lật chứ bộ. Mày ngồi mày lắc qua bên chi vậy? Lắc qua bên đâu? Dạ alo bé nghe. Dạ, dạ con chào ông. À, cô ơi, ông hai gọi. Dạ con nghe nè ba. À, thưa con. Sao, con khỏe không? Dạ, tất nhiên là khỏe rồi ạ. Con đang đi thực tập. Ba, con muốn bàn với ba một chuyện được không? Ờ, con cứ nói đi. Ờ, con muốn ba đăng ký cho thương hiệu bữa năm rồi. Tại sao mình phải làm vậy con? Dạ, tại vì con nghĩ á, khi mà mình đã đăng ký thương hiệu cho bưởi năm roi rồi á, thì mình sẽ không sợ thương lái tung ra thị trường bưởi kém chất lượng để làm ảnh hưởng tới uy tín của bưởi năm roi. Nhưng mà con quên là mình muốn đăng ký thương hiệu á, là mình phải có tư cách pháp nhân. Chứ ba là nông dân miệt vườn mà, ai cho mình đăng ký thương hiệu chứ. Dạ con hiểu rồi. Con chào ba. Cô gì? Tự nhiên cười tôi vậy? Không có. Tôi nghĩ tới cái chuyện mà cô đăng ký thương hiệu cho bưởi á, tôi bắt cười quá. Cô không thấy sao? Bưởi có hàng trăm năm nay rồi, không cần đặt tên, cũng đâu cần thương hiệu, sống khỏe re à, đúng không? Sao cô ăn mình vậy? Cái này gọi là độc quyền đó. Chị mà chưa đăng ký thương hiệu á, chị đâu được ăn đâu, bị giành mất ráng chịu. Hả? Vậy tôi phải đăng ký cái gì đó hả? Ừ. Ngon quá. Đăng ký là sao?
là sao phải đăng ký? Dạ, khi mà mình đăng ký thương hiệu bưởi Năm Roi á, thì những cái bưởi khác không phải là bưởi Năm Roi thì không được lấy tên là bưởi Năm Roi. Như vậy sẽ không còn tình trạng bán bưởi xấu, bưởi không ngon mà nói là bưởi Năm Roi. Nhưng mà nó cứ nói đó là bưởi Năm Roi thì ai làm gì nó? Con Thư này nó tào lao quá. Ba cứ tưởng là đăng ký bưởi Năm Roi là có lợi to tát lắm. Ba, thật sự ra con thấy con Thư nó nói cũng có lý mà ba. Nó là con gái, lo cái chuyện xã hội làm gì? Có nhà nước lo rồi. Chuyện của nó bây giờ là chuyện lấy chồng. Nhất định rồi, con Thư phải lấy thằng Du, thằng Du phải lấy con Thư, vậy thôi. Hết nói nổi cái thằng này rồi. Mày, mày má trốn hả? Mày thôi mày. Mình tha cho con đi mình. Cũng tại bà hết, bà cưng chiều nó quá mà thành ra nó mới xảy ra cái chuyện ngày hôm nay á. Dạ em thấy con nó biết lỗi rồi, thôi mình đừng có giận nữa, đi từ từ rồi em khuyên nó. Từ từ cái gì nữa? Sắp tới ngày thi đại học rồi mà nó có chịu học hành gì đâu. Nó mà thi đậu tôi đi đầu xuống đất. Hay là mình cho nó thi ngành khác nha. Bà nói cái gì? À, thì ra bà mới chính là cái người vẽ đường cho Hưu chạy nè. Bà với nó toa rập với nhau để lừa tôi nè, đúng không? Không phải như vậy đâu. Tại em thấy nó không có năng khiếu gì về tin học hết á. Mình ép nó vậy hoài cũng không có tốt đâu. Bây giờ bà muốn tôi sao hả? Tôi là cha nó mà không có quyền quyết định cho nó hả? Vậy tôi để nó làm cha tôi luôn đi. Cái gì mà nó làm cha mày? Nó làm cha mày cái gì? Sao mà căng nhằn hoài vậy? Má thấy cái chuyện này á, con Thu nó không có lỗi gì hết trơn á. Con đừng có rầy nó tội nghiệp. Còn thằng Du, nó lớn rồi, tự nó quyết định đi. Bây có áp đặt nó cũng không có nghe theo đâu. Nói gì thì nói, nó vẫn phải thi vô cái ngành tin học cho tôi. Nó mà còn cãi lời ha, đừng có về cái nhà này nữa. Mình nghe em nói đã. Mình ơi, nó có quánh con Roi nào không con? Trung cày. Thôi con đi vô trỏng tắm rửa thay đồ đi, rồi chút nộp cho tiền. Nhưng mà nhớ học hành đàng hoàng nghe con. Dạ. Dạ. Nội nè con. Con đang làm gì đó? Dạ con mới từ bệnh viện trở về. Có gì không nội? Có chứ sao không. Con thu xếp về vài ngày được không con? Dạ có gì không nội? Nhà mình bây giờ á, nó rối nùi vậy đó con ơi. Chỉ có mình con á về đây mới gỡ rối được thôi à. Dạ con đang trong thời gian thực tập, nhưng mà con hứa với nội á, chừng nào rảnh con sẽ về liền. Thôi được rồi, vậy cũng được. Nói vậy thôi chứ nó rảnh à, thì biết chừng nào nó mới rảnh. Chắc mình phải lên chùa cầu nguyện thôi. Ở nhà này chắc không thiên rồi. Muốn ở nhà bình yên á, Phật ở trên chùa chắc linh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật trời phò hộ cho thằng cháu của con. Nó cố gắng học hành, nó đi thi đừng bị rớt. Cho gia đình con được bình yên. Cho thằng con của con đừng cằn nhằn vợ nó nữa.
Con chỉ xin có nhiêu đó thôi à, ít lắm, không có nhiều đâu. Cầu mong Phật trời chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Bà đi chùa mà tâm bà không có tịnh, trong lòng đang có chuyện lo lắng đúng không? Ông là ai mà ông biết hay dữ hả? Nếu không biết thì làm sao tôi làm thầy bói cho được. Tôi có thể đoán được tâm trạng của người đó, hơi thở, tiếng bước chân đi là tôi biết được liền. Quen lắm nghe. Mặt này quen quá. Thế gian này người giống người là chuyện đương nhiên mà. Xin lỗi, tôi không biết ông đuôi. Tôi đuôi nhưng mà tâm tôi sáng, tai tôi thính. Tôi có thể nghe được tâm sự của đời và tất cả chuyện của thế gian này, phải không bà? Dạ, trời ơi hay quá, tôi đứng sau lưng ông cũng biết. Nếu tôi đoán không lầm thì bà đi chùa để cầu bình an cho gia đình đúng không? Trời ơi, hay quá vậy trời. Trời ơi, đúng là trời Phật linh hiển à. Duyên số thiệt mà. Nếu tôi không đi chùa tôi đâu có gặp thầy. Dạ thầy ơi, thầy làm ơn coi giùm tôi một quẻ đi thầy. Mời bà ngồi. Dạ dạ. Nam tả nữ hữu, bà đưa tay cho tôi coi. Dạ không có, tôi coi bói chứ tôi không có bệnh, đừng có bắt mạch. Nếu nhắc tới chuyện này thì buồn lắm bà. Ngày xưa tôi làm thầy thuốc, uống lộn thuốc bị mù nên bây giờ tôi làm thầy bói. Trời ơi. Nên sau này tôi chuyên bắt mạch để xem hậu vận của người ta. Dạ dạ. Nếu tôi đoán không lầm thì nhà bà đang có chuyện lục đục và bà cũng lo lắng không yên đúng không? Dạ. Trời ơi hay quá trời thầy ơi. Nhưng mà xin thầy cho biết, căn nguyên làm sao mà tôi lại không yên vậy hả thầy? Theo quẻ tôi bấm thì nhà bà đang có một con ma nó ám. Trời ơi, con ma. Mà con ma này là con ma nữ. Nó chết ma trẻ nữ. Nên nó phá phách dữ lắm. Trời ơi đúng rồi. Trời ơi thầy ơi thầy, rồi bây giờ tôi phải làm sao hả thầy? Bà phải cúng mới được. Cúng? Bà phải cúng lớn. Tại con ma nó đói thì nó mới quậy. Dạ. Còn nó no, nó ngủ, nó không quậy, vậy thôi. Dạ dạ, cúng làm sao hả thầy? Bà nên nhớ phải cúng giờ âm. 1 giờ khuya? Không, đúng 12 giờ đêm. Dạ 12 giờ. 12 giờ đêm thì con ma nó bay ra đường nó kiếm ăn. Chứ dạ. Sáng thì nó bận ngủ rồi, nó không có quậy được. Dạ. Cho tôi xin phép hỏi bà tuổi gì? Dạ Tý. Tý à? Tý là con chuột già. À không, con chuột vàng. Vàng, dạ. Vậy là nhà bà có 2 cậu quý tử đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Một đứa da trắng còn một đứa da đen chứ gì. Dạ dạ đúng. Cái đứa da trắng thì sự nghiệp ắt sẽ không thông và tình duyên sẽ gian dở dữ lắm. Còn cái đứa da đen thì thi đâu đậu đó. Và sự nghiệp sau này ắt sẽ công thành danh toại. Vậy hả thầy? Nhà của bà nếu muốn ấm no hạnh phúc thì bà phải tích đức cho nhiều vô. Dạ có, tôi đi chùa mà tôi cũng không ở ác với ai hết thầy à. À không, ý tôi muốn nói tích đức đây là bà phải đối xử tốt với người ăn kẻ ở trong nhà. Dạ. Có cái thằng nào hay đứa nào nó đi theo chăm sóc 2 cậu quý tử không? Dạ có thằng Bòn. Thằng Bòn à? Có phải cái thằng mà đen đen với người nhỏ nhỏ mà thông minh lém lĩnh không? Dạ dạ đúng rồi thầy. Thằng này kiếp trước gia đình bà nợ nó nên bây giờ nó đầu thai lên. Bà phải lo lắng cho nó để nó phù hộ cho bà. Trời đất ơi, bộ nó chết sớm sao nó phù hộ tôi thầy? À không, nó thì sống dài lắm, tại vì mạng của nó hợp với mạng bà. Dạ. Nên nó sẽ giúp cho bà sống thọ và lo lắng cho bà một cuộc đời năm ó. Hả? Năm ó là gì? No ấm. No ấm mà nói năm ó. Bà nhớ đó.
trơn hai. Má nghe ông thầy bói ở trong chùa, ông nói có ông thầy cúng ở trên núi mới xuống. Ông hành nghề đâu kế bên huyện mình nè, con đi rước ông về đây cho má đi. Dạ, nhưng mà con đâu có rành. Hay là để con kêu thằng Bòn đi nha. Ý trời ơi, thằng ôn dịch đó mà kêu cái gì. Lần trước nó gạt má, nó rước cái thằng cha bán vé số về cúng hầm bà lặng à, cúng mai à, thần thánh không có phạt mình đó. Mà má biết chuyện này á, là thằng Du nó xúi nên má mới tha đó, chứ không thôi là chết dịch nó rồi. Bây giờ con phải đi á, con phải đi mới được. Dạ thôi được rồi, để con đi. Ừ, con đi là má tin tưởng rồi. Vậy con đi nha má. Trời ơi, đứng tay rồi, đứng tay rồi à. Con chặt đâu mà đứt mày? Dạ. Đại ca. Dạ. Mày biết cái này là cái gì không? Dạ nanh voi. Nanh heo rừng. Ủa nanh heo sao bự như vậy? Con heo cỡ này vô rừng tao bẻ nanh tao đeo á. Cỡ mày tao bẻ cổ như mày. Dạ dạ biết rồi, biết rồi. À, mày có nhớ lúc cam kết mượn tiền của tao không hả? Dạ nhớ. Nè mày. Dạ cảm ơn anh, em sẽ trả đúng hẹn, đúng lời cho anh luôn. Chỉ một ngày là tao chặt đứt một con tay nghe. Dạ dạ, uống nước đi anh, uống nước đi anh. Dạ dạ. Dạ dạ. Chỉ một ngày chặt đứt một ngón tay. Giờ sao? Em xin lỗi mà, tha cho em đi. Ném nó xuống sông. Muốn tha cũng dễ thôi. Dạ sao mày anh? Trả tiền lại cho tao đi. Dạ em chưa có. Anh cho em vài ngày nữa đi rồi mấy anh tính tiền lời cũng được. Ném nó xuống sông. Nhớ bỏ con tay vô trò xa nó khỏi nổi lên. Chết đuối khó coi lắm. Em trả liền mà, đừng có giết em. Tiền đâu mày trả? Em suy nghĩ là ra tiền à. Sao mày suy nghĩ hay quá vậy? Mày chỉ cách tao suy nghĩ ra tiền thôi. Tại mấy đại ca giàu quá mà đâu cần phải suy nghĩ đâu. Còn em nghèo quá mới suy nghĩ thôi. Mày lẻ mép quá, giết một lần cho xong chuyện mẹ cho rồi. Em nguyện làm thân trâu bò cho mấy anh cởi trên đường làng chơi. Tao có chục thằng trâu bò rồi, đâu có cần tới mày. Hay để em sống em đánh đề trả nợ cho hai anh nha. Đánh đề hả? Dạ. Thôi được rồi, tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng để trả nợ cho tao. Em cảm ơn hai đại ca. Không trả nợ được cho tao á thì khốn hồn bỏ xuống đi luôn nghe con. Dạ em cảm ơn hai đại ca, em cảm ơn hai đại ca. Dạ dạ. Hình xăm đẹp quá, tháo giùm em. Tự tháo đi mày. Hả? Ông thầy ổng đứng yên lặng, ổng không nói gì hết trơn vậy. Dạ tại bà hai á nhờ con mời cái ông này từ ở trên núi xuống. Ổng không có biết nói tiếng Việt Nam. Trời ơi, vậy mà nói làm sao ông nghe được? Dạ bà nói ổng không hiểu mà con nói ổng hiểu. Vậy thì hỏi ổng coi. Dạ thầy ơi, thầy ơi. Đợi con xíu bà. Thầy ơi, thầy xí xô xí xào. Dép sơ bồ kêu lợp cọp, nồi niêu son chảo kêu lớp cốp. Trời ơi, cái gì mà sơ bồ mà kêu lớp cốp là cái gì? Dạ cái đò tiếng ở cổ trên, bà không biết đâu. Thầy nói á là ở đây có nhiều nữ nhân quá, thầy không có tiết lộ thiên cơ được. Ủa nữ nhân đâu? Dạ. Vậy thôi con vô nhà nha má. Ừ thôi con vô trong đi. Nè, mày nói ổng hiểu. Còn ổng nói á, thần thánh với cõi âm có hiểu không vậy? Dạ hiểu chứ. Ổng là bậc thần thánh đỉnh đỉnh thông minh, còn người âm thì ngược lại, nên là hiểu chứ bà. Mày nói tao không hiểu gì hết trơn á. Nếu mà hiểu thì thôi bắt đầu đi. Trời ơi.
lại lại bà. Thằng Du đâu? Dạ, thằng Du nè má. Hả? Hả? Rồi. Quỳ xuống. Bà tha cho con. Nội. Nội nội cái gì? Tụi bay quá lắm rồi. Dám giả thầy cũng gạt tao hen. Má cũng kỳ nữa. Gì có tao nữa? Tự nhiên lại đi tin ba cái chuyện ma quỷ. Nếu má không cúng kiến thì sao tụi nó gạt má được chứ? Nhưng rõ ràng chuyện má là chuyện có thiệt. Đây nè, má nè, hai đứa nó cũng thấy mà. Thôi, con không nói cái chuyện đó nữa. Con nói cái chuyện là tụi nó gạt má đi nè. Bày ba cái trò hổng ra làm sao này nè. Nhưng mà cái chuyện này má nhờ con mà. Sao bây giờ có dính dáng tới hai đứa nó trong này? Dạ, thì đúng là má có nhờ con. Nhưng mà con không có biết đường. Với lại con cũng ngại đi tìm mấy con thầy pháp này quá à. Cho nên con mới gặp thằng Bòn. Nó nói nó biết, nó lo giùm con. Con tin nó, rồi ai về. Bà! Dạ dạ dạ, con nghe bà nội ơi. Cái chuyện này là sao? Nói liền. Dạ con thưa bà nội, dạ con thưa bà hai, con thưa ông, dạ chuyện là vậy. Cậu ba đẹp trai, cậu giúp tôi đi. Cậu mộng giúp tôi hả? Tụi Sòi Đen, nó bắt tôi, nó treo cổ. Tôi làm con ba, lưỡi dài ba thước, tôi theo tôi ám cậu hoài luôn đó. Ừ, vậy thì mày đi làm con ma đi. Ai kêu đánh số đề mà còn dám mượn tiền Sao Đen nữa. Đi chết đi. Cậu mà không giúp tôi á là nhất định tụi nó bầm tôi ra quăng xuống ao cho cá rỉ đó. Vậy thì làm mồi cho cá đi. Vậy là cậu không giúp tôi hả? Tao nói thiệt với mày chứ tao không có giúp được đâu. Tao hết tiền rồi. Hết tiền nhưng mà mình còn kế. Kế của mày á là lừa đảo đúng không? Thì mình nói kế cho nó sang. Đâu, cái gì nói nghe coi. Mấy bữa nay á, tôi thấy bà Năm đang lo lắng trong người. Thế nào bà Năm cũng đi chùa cho mà coi. Đúng 12 giờ đêm. Dạ 12 giờ. Dạ. Nó bận ngủ rồi, nó không dạ. Trời sợ quá, sợ quá. Trời sợ quá, sợ quá. Trời thấy ghê quá. Giống lắm á. Rồi cái vụ đó mày tính sao? Giờ tôi tính dài. Mình sẽ lấy tất cả số tiền đó, mình chia đôi. Tôi bo cho cậu thêm 1.500 để mà uống trà đá. Được á. Nhưng mà nói trước nghe, tôi sẽ lấy tất cả số tiền đó tôi trả tụi Sao Đen. Coi như là tôi đưa cậu 1.500 thôi. Bớt giận đi. Giỡn hoài. Tôi nói thiệt. Bon.
Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tao hết biết tụi bay rồi. Hèn, con đó, kỳ này bà nội không binh con nữa đâu. Để ba mày quánh cho mày chết luôn cho rồi đi. Nội. Nội nổi cái gì? Tụi mày. Ông Hai Hào ơi, ông có nhà không? Ra coi coi ai kêu cửa mà kia kìa. Ủa sao giọng ai nghe quen vậy? Trời ơi, ai dám gọi cái tên cúng cơm của tôi vậy kìa. Chào ba. Ông có phải là ông Hai Hào không vậy? Đúng. Thằng Bò là người giúp việc của ông đúng không? Thì sao? Nó thiếu nợ tôi là 1.751.500 đồng. Bây giờ nó quỵt ông tính sao? Bò. Dạ con nghe ông ơi. Người ta nói vậy đúng không mày? Dạ, dạ gần đúng rồi ông ơi. Gần đúng là sao? Dạ có 1.015.500 mà. Vậy sao người ta nói tới 1.700.000, 1.800.000? Dạ. Ủa còn từ lời 3 tháng mày không tính hả? Thôi thôi thôi, để tôi trả. Đừng nói nữa. Bà vô trong lấy tiền trả cho người ta đi. Dạ. Trời ơi, có 3 tháng à mà ăn lời gì cắt cổ dữ hả? Ác nhân thức đức quá. Của chị nè. Thôi tôi về nha. Ông chủ mà có thích uống cà phê á, nhớ tới quán tôi nha. Không dám. Tôi không bao giờ uống cà phê. Bon. Dạ ông ơi, con xin ông tha cho con. Từ nay con không dám nữa đâu. Mau nước đi. Bon à. Dạ. Hồi tía má mày mất, có gửi gắm ông nuôi nấng mày. Ông cũng vì cái lời hứa đó cho nên mới để cho mày ở đây làm bạn với cậu Du. Bây giờ ông không giữ mày lại được nữa rồi. Mày cứ kiếm nhà ai tốt tốt á, đi qua mà ở với người ta. Dạ ông ơi, con biết lỗi rồi ông ơi. Con hứa đây là lần cuối cùng. Nếu mà con có tái phạm cho ông chặt tay con. Bà nội ơi, bà Hai ơi, con hứa mà. Bà Hai, bà nội. Bà tha cho nó đi ba. Coi nó kìa, nó sợ rồi đó. Nó muốn khóc luôn rồi kìa. Còn con nữa, nếu con không ưng ý theo ý của ba đó thì con cứ dọn đồ đi theo nó luôn đi. Ba, ba tha cho con đi. Con hứa là từ nay con sẽ làm theo ý của ba, không có dám cãi lời nữa đâu. Mình à, mình tha cho con đi. Con nó còn nhỏ chưa biết gì mà mình. Tôi đâu có phải là cha của nó, tôi đâu có dạy được nó. Thôi, để nó đi đâu á, kiếm chỗ nào người ta nuôi nấng dạy dỗ được nó đó thì cho nó ở đó. Ông ơi, hai đứa con mà đi chung với nhau á là lúa cuộc đời luôn đó ông ơi. Ba, ba đừng có đuổi con. Ba cho con ở lại đi. Đuổi cái gì mà đuổi? Quánh nó đi. Nè nè, rồi nè con. Nè, hen, kỳ này con quánh nó đi. Con dạy nó đi. Nè, má không có bình đâu. Quánh nó đi. Dạ. Đuổi nó ra khỏi nhà anh chị. Dạ. Thôi được rồi, đứng lên đi. Du. Dạ. Lần này là lần cuối ba tha cho con. Nhưng từ nay con phải lo học hành cho đàng hoàng. Dẹp ba cái trò vẽ vời đi. Còn có mấy ngày nữa là thi đại học rồi. Lo mà ôn thi cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ con biết rồi. Còn thằng Bon. Dạ dạ con nghe ông ơi. Phải đi theo lo cho cậu ba. Dạ. Bỏ ngay cái tật đá gà đánh đề đi. Dạ dạ. Tao mà biết được hay là tao chặt tay mày. Khỏi cần tới cái tụi cho dây xã hội đen đó. Dạ dạ, con cảm ơn ông. Cảm ơn bà nội, con cảm ơn bà Hai. Con cảm ơn ông nhiều. Đừng có nói nhiều, còn con gà đá đem đi bán, đừng nhiều, trả nợ. Dạ dạ dạ.
Dạ có ơn ông. Riết rồi á. Tao nè, tao bị đau tim vì hai đứa bay luôn á. Dạ. Tao nói cái nhà này nè, chỉ có thằng Minh á là học giỏi nè, lại đàng hoàng nè, rồi à, tương lai là một bác sĩ giỏi cả cái huyện này luôn á, đúng không? Dạ dạ dạ, cậu Minh giỏi mà. À, sau khi làm việc với bà giám hiệu thì hôm nay tôi mời đại diện nhà trường và cô Thư tới đây cũng vì cái chuyện xảy ra đáng tiếc vừa rồi. Trước tiên á, tôi xin đại diện công ty xin lỗi nhà trường về cái chuyện tôi quá nóng nảy với cô Thư. Mong cô Thư thông cảm bỏ qua cho tôi. Thật ra thì ông bà ta có câu dĩ hòa vi quý, thôi thì ta hãy bỏ qua cho nhau đi. Biết đâu sau này cô Thư ra trường rồi làm việc ở đây thì sao? Hay là cô Thư làm việc ở một công ty nào đó, mình có mối quan hệ với nhau, thì sau này chúng tôi có thể giúp đỡ cô Thư tiến thân. Anh nói cũng phải. Thật ra chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng nhà trường cũng mong rằng sẽ không có những trường hợp tương tự xảy ra đối với những sinh viên thực tập sắp tới. Và uy tín và danh dự nhà trường cũng rất là quan trọng. Thì nhà trường cũng có phân tích với em Thư để em biết rằng có những điều không hay nếu như dư luận bàn tán. Hôm nay tôi với em Thư tới đây để mong kết quả thực tập đề án của em được hoàn thành trọn vẹn. Nói vậy là cô Thư đã vui vẻ bỏ qua rồi ha. Chú Lộc, bắt tay cô Thư một cái coi. Dạ. Cảm ơn cô. Tôi có phê duyệt vào đề án của cô Thư. Dạ. Tôi gửi với phòng tiếp tân á, lát nữa cô có về ghé lấy nha. Cảm ơn ông. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Ủa, hai đứa mới tới hả? Dạ. Đi hồi nào vậy? Đi từ hồi 4 giờ sáng tới giờ cậu. Vô nhà đi, nhanh lên. Dạ. Ngồi xuống. Ê, trời ơi cậu. Nè, hai đứa ăn uống gì chưa? Dọc đường xe lên đây á, có cái ăn rồi. Anh dọn sẵn phòng cho hai đứa rồi đó. Chút nữa tắm rửa xong lên đó nghỉ ngơi nha. Dạ. Ủa cậu, rồi trưa con cậu ba ăn cái gì? Thì hai đứa tự nấu cơm ăn đi. Trời ơi, bắt nồi cơm lên là xong, có gì đâu. Phòng của em trên gác nha. Bà chủ để lại phòng cho em đó. Bọn ngủ chung với Du nha. Dạ, em ngủ đông được mà. Ủa, còn hai đâu mà đẹp trai dữ vậy? Lên bệnh viện thực tập. Hai đứa nhà coi nhà cẩn thận nha. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Biết rồi. Yes sir. Hai ơi, để xe cẩn thận nha. Ngủ cái đã. Bọn vậy làm gì vậy? Ngủ. Ngồi vậy. Trời đất ơi, đem quần áo đồ đạc lên phòng, dọn dẹp cất vô đi. Nè thôi, cậu tự dọn đi, mới vừa lại là đã sai rồi là sao? Trời, cái thằng này, đứa nào hứa với nội tao là lên đây lo lắng cho tao hả? Thì ngộ biến thì Tùng phải quyền chứ không nói gì ai cho đi. Vậy thì làm đi. Nó nhiều quá, tao đi ngủ chút. Mày coi chừng tao á. Ngủ tới bà nội luôn à, mà bắt dọn dẹp. Thôi, ngủ thứ đều tính. Ông giám đốc, ông còn nói đại diện công ty xin lỗi Thư đó. Thật hả? Có lỗi phải xin lỗi mới đúng nguyên tắc chứ, đúng không? Không phải như vậy đâu. Ngoài xã hội không có nguyên tắc nào hết đó. Thư đừng có ngây thơ mà tin lời những người đó. Bây giờ Thư thử mở hồ sơ ra xem, coi ông đánh giá mình như thế nào.
Đánh giá trung bình, cần cố gắng hơn. Thấy chưa, Thư bị mấy ổng chơi rồi đó. Trước mặt Thư á thì nói những lời nói ngọt ngào như vậy, nhưng sau lưng á thì đánh giá lại trung bình nè. Như vậy á khó xin việc luôn. Thư, Thư hả? Kỳ cục à. Trời, chị đánh gì vậy? Em còn muốn gì nữa đây? Chuyện vừa qua chưa phải là một bài học cho em hay sao? Rõ ràng là ông ta đã xin lỗi em và nói với em tốt đủ thứ hết á, nhưng mà cuối cùng lại cho em hạng trung bình. Đó là chiêu trò của họ. Sau này ra đời em sẽ thấy có rất nhiều người như vậy. Trước mặt em, họ sẵn sàng tâng bốc và nói tốt cho em đủ thứ, nhưng sau lưng họ sẵn sàng chà đạp em. Nếu em không chấp nhận được điều này, em sẽ không sống được trong thương trường đâu. Vậy là cô cũng đã biết trước chuyện này rồi hả? Khi cô đưa em tới công ty, cô đã biết trước chuyện này. Cô cũng muốn một câu nhịn chín câu lành. Cô khuyên em đừng kiện cáo gì nữa, hay ít ra em cũng đừng có nói cho ai biết em sẽ muốn kiện cáo này nọ, vì các công ty rất sợ vướng vào kiện cáo. Họ sẽ làm đủ mọi cách để cho em dịu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không trả đũa em. Đường đời còn rất dài, em còn rất trẻ. Em lên đây đi học có một mình, lại không có một mối quan hệ nào hết. Em có chắc rằng sau này sẽ không gặp họ trên con đường em đi hay không? Em hiểu rồi thưa cô. Đây là một bài học kinh nghiệm, nhưng không quá đắt. Em cũng chưa mất mát gì, em vẫn còn cơ hội. Nếu em hoàn thành tốt những đợt thực tập sau này, chị thấy sức khỏe sao? Tôi đỡ rồi. Chị nằm nghỉ đi ha. Nè Minh. Ủa thầy. Dạ con chào thầy. Em đi đâu đây? Con đi lấy cái gì mà hồi nãy thầy kêu con đi lấy á. Dạ. Thầy biết rồi. Dạ. Nhưng mà nhớ lấy cái phim chụp X quang đem đến cho thầy nha. Dạ con nhớ. Trang. Anh Minh, anh đi đâu vậy? Tôi xuống phòng cấp cứu lấy cái phim X quang mà bệnh nhân để quên ở dưới đó. Ừ, Trang có thấy. Trang để dưới quầy nhận bệnh á. Trang, tôi mời Trang đi ăn cơm với tôi được không? Chắc không được đâu. Sao vậy? Tại Trang có đem cơm ở nhà theo rồi. Vậy hả? Vậy thôi, lần sau Trang đừng có mang cơm vậy nữa. Để tôi mời Trang đi ăn cơm nghe. Tôi có cái này, Trang nhận cho tôi vui. Chết rồi. Thôi, tôi đi lấy hồ sơ nghe. Cảm ơn anh. Bên đây. Tốt. Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy hy vọng sau này em sẽ là một bác sĩ giỏi. Dạ, em muốn xin phép thầy cho em nghỉ vài bữa. Vì sao? Dạ, em có việc riêng cần giải quyết. Có thật cần thiết không? Dạ. Nếu em thấy thật sự cần thiết thì em cứ nghỉ, nhưng không được quá 3 ngày nữa nha. Dạ, em biết. Thưa thầy em đi. Rồi, em đi.
chắc cậu hai về rồi đó. Quá wow, mùi hấp dẫn quá. Ý, mùi gà. Hai đứa đi đâu mới về vậy? Dạ tụi em đi tụi em đi tìm cái địa điểm trường mà sắp tới thi á, để mai mốt lên khỏi phải lạc. Ừ đúng đó, thôi ăn cơm đi. Dạ. Cậu Minh ừ? Cậu Minh nấu cơm á còn ngon hơn cái bà bán cơm hồi trưa nữa. Ủa vậy hồi trưa hai đứa ăn cơm ngoài hả? Làm sao mà ăn ở nhà được. Anh coi nè, thằng Bòn á, nó nấu cơm mà nó không cho gạo. Sao kỳ vậy Bòn? Dạ tại em tưởng cái nồi cơm điện nó lo luôn cái chuyện do gạo. Trời đất ơi. Mày đúng là thằng Bòn á, trong đầu của mày á toàn là chứa mấy cái thứ giống như là bòn bon trái cây phải không? Ý cũng muốn nói vậy với vậy. Tao không có nói vậy, ý của tao á là trong đầu của mày á toàn là chứa mấy cái loại đất trồng mấy cái loại trái cây đó đó. Thôi thôi thôi. Alo ba hả? À, kết quả thực tập của con sao rồi? Tốt hay là không tốt? Tại sao không nói cho ba biết chút nào hết trơn vậy? Dạ, dạ tốt. Mà cũng không tốt lắm. Sắp tới này con có về nhà không? Dạ, con cũng chắc nữa. Tại vì con có nhiều bài học lắm ba. Vậy thì con cố gắng học đi nha. Nếu có cần gì á thì con báo cho ba biết. Dạ, con biết rồi. Con chào ba. Con Thư nói gì vậy con? Nó nói là kết quả thực tập có rồi ba, nhưng mà không được tốt lắm. Nghe cái giọng nó nói thấy buồn buồn. Không biết rồi nó tốt nghiệp ra làm sao nữa. Sao vậy ba? Về đây lấy chồng. Bao nhiêu năm nay nhà rộng thênh thang vậy. Nhìn đi ngoảnh lại có hai người đàn ông. Tới con Sáu trong lòng cũng là con Sáu cô đơn. Học xong chắc chắn nó sẽ quay về đây mà ba. Còn chuyện lấy chồng á, ba cứ để tự nó tính đi. Đâu có được. Ba với bà Năm có hẹn nhau rồi. Quân tử nhất ngôn. Giả lại cháu của bà Năm nó vừa đẹp trai nè, nó vừa dễ thương nữa. Dễ gì mà kiếm được người như vậy. Thầy ơi. Thầy, em có ý kiến. Chuyện gì? Dạ, tại vì cái góc nhìn này của em á là thấy lưng của người mẫu không à. Em thấy vẽ vậy không có nghệ thuật đâu. Thầy cho em đổi lên trên kia được không? Cái này là vẽ hình họa. Em nhìn thấy gì thì cứ vẽ vậy cho tôi. Nè, hai đứa về mình giỏi. Cho anh gửi lời hỏi thăm ba má và bà nội luôn em. Dạ. Tụi em biết rồi. Em đi lên xe đi. Dạ, cậu tụi em đi. Ủa, là bác sĩ trong bệnh viện mà. Ông lẽ ổng là người Vĩnh Long giống mình. Xong rồi dọn dẹp cho nó gọn ghẻ nghe. Dạ dạ. Đừng có để bà cằn nhằn nghe. Dạ. Nói nói. Okay. Bà nội. Đợi, nói tụi ba con mới về. Mới về rồi, hả con? Dạ nói. Con về nhà con không thấy ai ở nhà, con chạy ra đây con tìm liền. Dạ chào cậu hai. Chào con hai. Cậu hai mới về. Sao rồi? Thi cử làm bài được không? Dạ dạ được. Chắc ăn hôm đó. Dạ chắc cứu luôn nội. Chắc hả con? Dạ. Vậy mới được chứ. Dạ. Thôi. Dạ. Về nha. Yeah, yeah. Về nha. Dạ. Dạ. Đi. Không có ai được phản đối nghe chưa. Kỳ này mình phải mở tiệc ăn mừng thiệt là bự. Dạ. Mừng thằng Du nó đậu đại học. Thì có kết quả mà má. Đợi có kết quả rồi mình ăn mừng cũng chưa muộn mà. Gì không có kết quả?
Thằng Du nó nói như vậy là chắc ăn rồi, đúng không con? Dạ, cậu Du nó là trúng tủ luôn á. Dạ, trúng nguyên tủ bự luôn á nội. Mà cũng hên xui à. Hả? Ờ, dạ, ý của con là xui 2 năm rồi. Năm nay phải là năm của con nè, con phải đậu thôi. Ừ. Nội á, phải mời nguyên một cái gia đình ông Sáu qua đây để ăn mừng. Trời ơi, cho ông thấy cháu của nội đâu có thua ai đâu, đúng không? Yeah. Đúng đó má. Cái hôm mà con Thư nó đậu đại học á, mặt Hai Thạch lúc nào cũng nghinh lên. Bây giờ nhà mình thằng Du đậu đại học, thằng Minh làm bác sĩ, vậy là nhà mình ăn đứt nhà bển rồi. Đúng đó má. Thôi thôi thôi, để má đi mới được. Ủa má đi đâu? Hả? Đi qua nhà ông Sáu nói chuyện với thằng Thạch. Trời, má qua bển nói chuyện với bác Sáu chứ làm gì nói chuyện với Hai Thạch. Tố cha mày, bữa nay tao vui quá, tao không có cãi với mày. Con cũng vui, không tranh luận với má. À mà nè, ở nhà nghe không, ở nhà ăn cơm. Con Duyên nó nấu cơm chiều rồi đó, không có được đi chơi, không có được nhậu nhẹt nghe không. Dạ dạ. Còn cái thằng quỷ này, mày đứng xích ra bên mày, mày đừng có xạo. Mày mà rủ cậu mày đi nhậu một cái là mày chết dịch mày với bà đó nghe. Tụ rủ con không. Bộ con ăn không ngon hả? Dạ, đâu có đâu nội. Mời nội với ba ăn cơm. Con nhỏ từ chiều tới giờ, từ hồi nó về tới bây giờ, nó ủ rồi. Kỳ dữ cả. Con cũng không biết nữa. Để lát nữa con hỏi nó coi sao. Ăn cơm đi ba. Là nó thương thằng nào ở Sài Gòn rồi thằng kia không thương lại nó, nó buồn không? Có khi nào vậy không? Ba vô được không con? Dạ ba vô đi. Con thấy trong người đỡ chưa? Có chuyện gì nói cho ba nghe coi. Đợt thực tập vừa rồi á, con bị điểm trung bình. Nhưng mà cái đó không phải lỗi tại con. Một người trong ban giám đốc cư xử sai với con. Tại vì con sợ ba với nội lo lắng, cho nên con không dám nói cho ba biết. Nhưng mà con cảm thấy họ không có công bằng. Họ ép con á. Con phải hiểu rằng là khi ra trường, con sẽ gặp rất nhiều loại người như vậy. Thậm chí những người như vậy còn nhiều hơn rất nhiều những người tử tế nữa kìa. Nếu như mỗi lần con đụng chuyện, con lại thất vọng và chán nản như vậy, thì con sẽ không tồn tại được trong cái nghề này hay bất kỳ một nghề nào khác. Nhưng mà con cảm thấy tại sao họ lại đối xử bất công với con như vậy? Ba không nói là lỗi do ai, nhưng ba muốn con phải hiểu điều này. Từ nhỏ đến lớn, con sống trong sự bao bọc của gia đình, rồi thầy cô. Nên khi con gặp bất cứ lỗi lầm gì, gia đình và thầy cô có thể dễ dàng bỏ qua cho con. Nhưng cuộc đời không phải như vậy con à. Nếu con đi làm cho bất cứ một công ty tư nhân nào, con phải hiểu sự đòi hỏi của ông chủ là vô hạn, đôi khi vô lý nữa kìa. Bà nói như vậy á, không phải để con lo lắng, mà là để con chuẩn bị tinh thần. Thương trường cũng như chiến trường vậy, con phải cẩn thận và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Có như vậy thì con mới trưởng thành, và mọi khó khăn sẽ không còn làm con nản chí nữa. Bữa nay chở trứng rồi trời.
Sao nó không lên tin tức, không lên trò chơi mà nó lên gì chạy vòng vậy nè. Trời ơi, cái điệu này chắc phải đem ra ngoài chợ sửa rồi quá. Ủa, mà nhà mình có cái dân vi tính mà tại sao mình không nhớ vậy trời? Vũ ơi, Vũ à. Dạ. Có trong nhà không rau nậu biểu hả con? Tới liền. Gì nội? Coi giùm nội cái máy này coi, không biết nội bấm trúng cái chỗ nào mà nó chạy vòng vậy hoài á. Thôi, đem ra chợ sửa đi. Trời đất ơi, nhà mình có dân di tính tự nhiên đem qua chợ sửa là sao? Còn sửa thì cũng được á, nhưng mà con mò nó lâu lắm. Nội đem ra chợ sửa cho nó lẹ. Trời đất ơi, con thi vô đại học di tính rồi tự nhiên đem ra chợ sửa là sao? Con thi vô đại học mỹ thuật chứ bộ. Cái gì? Mày mới nói cái gì mà tao nghe lùng bùng hai cái lỗ tai vậy Du? Mày nói gì vậy? Dạ con thi vô đại học mỹ thuật. Mỹ thuật là cái gì? Vẽ vẽ. Là vẽ vậy đó hả? Chứ không phải di tính hả? Không. Trời ơi chết chùm. Chết chùm rồi con ơi. Thôi đừng có nói cho ba biết nha. Ba mà biết á, ông giết con luôn á. Chẳng những nó giết mày mà nó giết luôn tao. Trời ơi, trời đất ơi. Vô. Anh hai, nghe nói con trai của anh đậu đại học di tính phải không? Chưa có giấy trúng tuyển, nhưng mà coi như là đậu rồi. Ủa, sao chưa có giấy mà đã biết đậu rồi? Nó đã trúng tủ, nó làm bài ngon ơ à, không đậu sao được. Vậy cái chầu đen hai đãi là phải rồi. Được rồi. Ừ, chuyện nhỏ. Vô anh hai. Vô. Vô. Mời qua ăn. Tới giờ này cũng chưa qua mời. Kỳ này mình qua ăn chắc đãi mình thật thỏa quá. Có ai nhà không? Có mà giận không thèm trả lời. Trời ơi, ngồi đây mà em re không chịu lên tiếng nữa. Đang giận sao lên tiếng? Giận cái gì? Để tôi kể cho ông nghe cái chuyện này nè. Trời ơi, nó kinh khủng lắm. Hả? Kỳ này mà thằng con tôi nó vinh quy bái tổ về làng á hả? Mai mốt có khi cái làng này di tính quá hết luôn á. Là sao anh hai? Tôi sẽ mở một trường di tính thật lớn. Để cho bà con mình ai muốn học thì học. Tôi còn định mở một cái công ty di tính cho bà con làm việc khỏi trồng bưởi nữa. Thiệt không anh hai? Nếu vậy cho em đăng ký năm suất con. Vợ chồng con cái em đi học hết luôn. Còn gia đình tôi nữa anh hai. Yên chí đi, đừng có lo, ai có phần hết. Vô cái đi. Vô luôn. Vô đây này. Tao khi vô nó hết nói nổi rồi. Đó, ông coi đó, nhà tôi bây giờ nó rối ren như vậy đó. Thằng hai á, nó chắc mẩm lần kỳ này á, thằng Phi Du á, nó thi đậu vô cái trường vi tính. Ngày ngày á, nó đi khoe cùng làng cuối xóm hết trơn á. Bây giờ nó biết được cái chuyện này á, thì... tan nhà nát cửa chứ sao? Thấy không? Ông mà còn nói như vậy nữa. Ông à, ông có cách nào giúp Du không? Dù sao nó cũng là cháu rể của ông mà. Theo tôi thấy chuyện này không có gì là ầm ĩ hết. Nó học uy tín không được thì nó học qua mỹ thuật. Mà nó thiệt nó học mỹ thuật còn hay hơn. Mai mốt tôi kêu nó vẽ cho tôi một bức quả truyền thần của tôi giống nàng Mona Lisa. Nụ cười này sẽ lưu truyền cho hậu thế.
khùng quá. Cười rồi phải không? Hết buồn rồi phải không? Đắng quá. Cái ông đưa thơ này sao lâu dữ vậy ta? À, một người con gái đứng nghiêng nghiêng dành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng này sao lưu luyến quá, đợi chờ một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chú đưa thơ. Chú có chuyện gì vậy chú? Hình như hôm nay có giấy báo trúng tuyển đại học phải không chú? Có thì sao? Dạ chú tìm giùm con coi có tên Nguyễn Phi Du không chú? Làm sao mà nhớ? Thôi tránh ra đi, để tôi đi làm. Chú tìm lại giùm con đi, cái chuyện này nó quan trọng lắm. Có gì đâu mà quan trọng. Đậu thì cũng đậu rồi, mà rớt thì cũng rớt rồi. Thôi về nhà đi, tôi tới nhà tôi phát cho. Chú phát đây luôn đi. Cái thằng này, mày là ai mà chặn đường đòi hỏi cái này cái kia? Mày tránh chỗ tôi đi làm không? Ê, tôi nói chuyện đàng hoàng với ông mà ông làm cái giọng thấy ghét hả? Ông có tin là ông bước vô trọng không có đường bước ra không? Mày dám đe dọa nhân viên nhà nước, mày có tin là tao thưa mày lên công an không? Cái gì? Tôi thách chú á, chú thưa đi, ra công an coi thua biết liền à. Giờ chú làm sao? Tôi cho chú cơ hội lần cuối cùng nha. Chú có đưa sắp thơ cho tôi không? Chú có biết là sắp thơ này nó liên quan tới hạnh phúc thằng tương lai nặng quá của cậu chủ tôi không? Chú định phá hoại gia can người ta hả? Hả? Bây giờ mày muốn gì đây? Sao? Chú muốn gì? Đưa thơ cho tôi. Chú bình tĩnh. Cái gì vậy bọn? Cái ông đưa thơ kìa. Ông không đưa cho tôi mà ông còn chửi tôi nữa. Thư từ á thì phải tới nhà mới phát được, chứ giữa đường giữa xá thư từ đâu mà đưa. Đúng rồi, thư từ phải về nhà mới đưa được, biết không? Nhưng mà chú thông cảm đi, tại vì ở nhà của con á có chuyện cho nên mới kêu thằng bọn ra đứng chờ chú lấy thư đó. Mà chú thấy đó, trời nắng chang chang mấy bữa nay á, nó ra đây nó đứng chờ chú á. Đây nè, chú coi đi. Nó giấy báo dự thi đại học của con nè. Đó, chú coi đi. Chú coi đậu hay rớt. Phi Du. Cái tên này hình như đậu hay rớt chú? Làm sao tao biết? Mà tên lạ quắc lạ quơ, chắc ngày nào cũng đậu đâu. Thấy chưa, cái mặt cậu sao đậu được. Mày hay quá. Trò ẻo không à. Thôi, để tôi coi lại coi. Từ từ. Nguyễn Phi Du. Nguyễn Phi Du đúng rồi cậu. Coi đi chú. Nha, tôi đi đây, đừng có chặn đường tôi nữa nha. Dạ. Đây, coi chữ thơ báo rớt đó. Mày duyên dáng quá ha. Cái này là báo đậu nè. Phải không? Để coi biết. Lẹ đi. Cầm. Sao rồi? Sao rồi cậu? Quán mấy ông sao vui dữ vậy? Mày không dạ. Dạ. Mày coi đi. Đậu rồi. Đậu rồi. Hai thằng này nặng quá. Đậu rồi. Yeah. Cậu ơi cậu, để tôi về, tôi báo cho mọi người hay. Gì vậy? Hả? Mày không hả? Mày về mày nói với ba tao hả? Ông lấy trò mày á, ông được tao chạy vòng vòng luôn á. Ngu quá vậy con. Hả? Mà thôi cậu ơi, bây giờ đậu rồi, vui đi cậu. Sao mà cô gọi điện đặt hàng cho ba má con á, mà ba má con không có chịu bắt máy là sao vậy? Tại vì cô á, lấy hàng mà cô cứ thiếu nợ ba má con hoài à. Thì làm sao mà ba má con chuyển hàng cho cô được? Bây giờ á, cô nói đi, chừng nào cô mới trả tiền cho ba má con đây? Thông cảm cho cô đi, khi nào cô có tiền á thì cô mang trả cho ba má con liền. Sao cô cứ hẹn lần hẹn lượt hoài vậy? Hàng á thì cô cũng đã lấy rồi, chuyển lên ghe cô cũng đã chuyển rồi, cô tưởng con không biết hả? Cô làm ăn gì mà không có vốn liếng gì hết trơn à? Nhưng mà họ cũng nợ tiền cô mà, thông cảm cho cô đi. Thôi bây giờ con không có nói chuyện với cô nữa. Cô muốn gì á cô cứ gọi điện cho ba má con mà cô nói. Còn con á, con mệt cô quá rồi. Cậu, rửa đi chứ. Rửa gì? Còn làm bộ nữa.
thì rửa tờ giấy nãy đó. Bữa khác đi mẹ ơi, bữa nay á tao phải đi với ba tao với bà nội qua nhà ông Hai Thạch thôi. Thôi đi, để bữa khác nó ngồi thì sao? Tao nói không được mà, mọi người đang chờ ở nhà. Ý, hai người đi đâu đây? Cô Phượng. Anh đi đâu vậy? Lâu quá không gặp, khỏe không? Khỏe. Cô đi đâu vậy? Em đi công chuyện cho gia đình em xíu. Tôi với bọn có chuyện rồi, bữa khác gặp nha. Thôi về nha. Lâu ngày mới gặp mà, ở đây nói chuyện xíu đi. Không được đâu, chuyện quan trọng lắm, về trước nha. Thôi anh ở lại đi, anh mà về á là em sẽ la lên cho mọi người biết á. Thôi la làng kìa, tụi la lên hả? Ông la đi, ở đây đâu có sông đâu la. Không lẽ nhảy lên cây trúc hay là nhảy lên cây cây thuốc lá này nè, rồi la lên rồi cái ông có tin mày... á là tôi quýnh ông với cái mỏ xe ngựa không? Mua xe ngựa là gì? Là tôi quýnh ông vậy nè. Gì? Bà có tin là tôi quýnh cái mỏ bà giống như cái mỏ con cá hô không? Ông bà quýnh thử không? Đi hả? Thôi thôi, thôi, thôi được rồi được rồi. Bon, gái mà mày cãi nhau làm gì? Thôi về trước đi, 15 phút sau tao về. Không được, tôi về trước. Ô, ông chửi tôi sao? Đi về đi. Mày yên tâm đi, về đi. Tao về liền à. Nè, coi chừng đó nha, bả kiếm chuyện té xuống mương rồi cái la làng lên rồi cái đồi hô hấp nhân đạo rồi cái... cái thằng Vũ này từ sáng tới giờ đi đâu mất biệt luôn rồi vậy hả? Đã nói là hôm nay có việc vậy mà nói cho thằng Bòn còn rủ nhau đi đâu chơi không biết nữa. Má thấy thằng Bòn ở nhà sao kìa, con kêu nó lên con hỏi thử coi. Bòn ơi, mẹ động mày ra đây ông biểu coi. Dạ. Dạ ông kêu con. Cậu ba đâu rồi? Dạ con đâu biết. Cái gì? Mày đi với cậu ba từ sáng tới giờ, bây giờ cậu ba ở đâu mày không biết là sao? Dạ hồi nãy con có đi chung với cậu ba, nhưng mà cậu ba kêu con về trước rồi nên con không có biết. Mày đi kiếm cậu ba về gấp. Nói miểu, lẹ lên. Dạ, ông hai bà nội con đi. Quá dữ luôn, anh thi đậu đại học luôn á hả? Chứ sao? À Phượng. Hả? Em bị gì vậy? Phượng bị hồi hộp á. Mỗi lần mà Phượng hồi hộp là Phượng bị như vậy á. Ủa mà anh thi đậu đại học trường gì vậy? Tin học. Vậy là anh sắp phải lên Sài Gòn học luôn rồi hả? Ừ. Vậy thôi bây giờ á mình đi ăn tiệc đi, coi như á là tiễn anh đi lên Sài Gòn. Tại vì Phượng đâu có biết là lúc nào Phượng được gặp lại anh đâu. Đi mà bây giờ bỏ hết mọi chuyện qua bên luôn, coi như là hả Phượng đãi anh để mừng anh lên đại học nha. Đi. Được rồi. Mà thôi chắc em nguyên lon luôn. Coi nè, mình kể ha, vì du mà tôi phụ nữ sao được. Dạm nè, anh uống đi. Hay quá. Tình anh như nước con sông dài.
con nước về cho cây trái trổ bông. Tới anh à. Tình em như lúa trời xanh ơi, trên đồng. Kiểu này sao cũng ổng về được. Nghe lời ông kêu cậu ba về là chết cậu ba. Bông. Mình nói không biết thì còn ngáp ngáp. Ôi, chọn phương pháp ngáp ngáp cây vậy. Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Vô tiếp đi. Vô đi. Uống hết bia rồi. Vô. Cảm ơn trăm. Trời ơi, cái thằng bòn này, nó đi kiếm ông đậu đó hay sao mà giờ này cũng đi mất dạng luôn không gì à. Hai cái thằng này càng ngày nó càng hư hỏng. Để nó về đi, con cho tụi nó một trận. Ê ơi, ông ơi, bà nội ơi. Trời ơi, có chuyện gì vậy nè? Vũ, có chuyện gì vậy? Này, gì vậy? Con sao vậy hả? Vũ. Trời ơi, có chuyện gì? Sao vậy nè? Nó bị cái gì vậy? Cậu ba xỉn. Lăn quay ra quán nhậu người ta. Con kia về, bết gần chết. Trời ơi, sao mày không cản nó? Dạ con cản mà cậu ba có nghe đâu. Bon. Dạ. Cậu ba mày nhậu với ai? Dạ cô Phượng. Phượng nào? Có phải con Phượng gớm đó không? Dạ Phượng lộ gớm bên sông á. Trời. Trời ơi. Chứ không phải tụi nó cắt đứt với nhau rồi sao? Dạ thì cậu ba cắt rồi, đứt luôn rồi. Mà bả đeo như sam vậy sao mà rứt ra nổi.